item để mà hướng dẫn cho mọi người cách làm sao mix match đồ đẹp nhất và tiện dụng nhất của nhà MAC mình nha. Dạ đúng rồi, hôm nay là một cái chương trình rất là đặc biệt của nhà MAC nha. Vừa bán sản phẩm này vừa có thể là hỗ trợ các chị mình cách đó là mix đồ của nhà MAC, làm sao cho để xinh này và để mặc được rất là nhiều cái concept khác nhau các chị mình nha. Thì hôm nay cái điều đặc biệt nữa là tất cả sản phẩm hôm nay đều là những cái sản phẩm best seller nhất của nhà MAC ở thời điểm hiện tại, và là những sản phẩm cao cấp này, bán hàng cực kỳ chạy và số lượng rất là ít nha. Thì hôm nay nếu như lượt chia sẻ, lượt share của mình ok, ít nhất là phải trên cho em Hoài tầm 100 lượt chia sẻ đi, thì Hoài sẽ bắt đầu là giảm trực tiếp 30% tất cả các mã sản phẩm luôn các chị mình nhá, khi mà mình mua sản phẩm ở trong livestream ngày hôm nay ạ. Và mọi người có biết không, bình thường thì mọi người chỉ có thi nhau vào mua hàng giảm giá thôi đúng không? Và ngày hôm nay thì các chị em hãy cùng nán lại một chút để có thể cùng Linh và Hoài có thể mix match đồ để chúng ta có thể chọn ra những cái trang phục phù hợp cho những cái buổi đi chơi hoặc đi làm hoặc là đi tới ra mắt mẹ chồng chẳng hạn. Nói chung là mình sẽ được nâng cao cái gọi là cái cách mix match đồ của mình, bởi vì tủ đồ của mình á thì ngày càng nhiều, nhưng mà tại sao mình vẫn luôn cảm thấy là ui sao đồ mình ít vậy ta, cái bộ này mình mặc rồi nè, cái chiếc áo này mình mặc rồi nè. Thì ngày hôm nay với sự mix match của nhà MAC thì chúng ta có thể sáng tạo ra những cái set đồ mới hoàn toàn mà vẫn tận dụng những cái bộ đồ sẵn có trong tủ. Và hôm nay sẽ là những cái bản best seller của nhà MAC gửi tới cho quý vị. Linh và Hoài chảnh lắm mọi người, phải lựa những cái sản phẩm nào seller cơ, best seller cơ, thì bọn em mới chịu phối, cho nên là nhà MAC cũng đã rất là chiều ý hai chị em, đã chọn ra những cái sản phẩm nào best seller nhất của MAC để mà giới thiệu tới cho các chị em nhà mình đang coi livestream ha. Và điều đặc biệt là hôm nay thì mình sẽ có cái chương trình đó là tặng sản phẩm cho tất cả các chị mình ở trong cái mini game đầu live hoặc là cuối live, thì em và Linh sẽ chơi với tất cả các chị mình nha. Và sản phẩm hôm nay thì đem trực tiếp những cái sản phẩm mặc ở trên người ra tặng cho tất cả các chị mình luôn. Thì hiện tại là em đang thấy các chị nhà mình đang tương tác với MAC khá là ok này. Thì chị yêu nào đang xem livestream và cảm thấy âm thanh ánh sáng này, giọng của Hoài hay giọng của Linh có ok không ạ? Mình comment cho Hoài thấy này, hoặc là mình comment là hello em, hello MAC để mình tương tác đầu live, có sự tương tác nha. Thứ nhất là xíu nữa mình comment không bị ẩn comment, và còn có cái chương trình đáng mong đợi phía sau, đó là chương trình tặng quà cho các chị nhà mình, chiên đến tất cả các chị những sản phẩm trị giá chị em rất là cao nha. Hôm nay tặng các chị nhà mình với giá 0 đồng. Thì mình nhớ là tương tác và chia sẻ livestream cho em thật nhiều ạ. Ít nhất là lượt chia sẻ mình phải có nha. Thì nhà em mới tặng quà được, tại vì sếp kêu là hôm nay nếu như lượt chia sẻ cao là cứ tặng thoải mái luôn các chị ơi, không có giới hạn món quà của mình nhá. Và mọi người hãy cố gắng share livestream đi, bởi vì chỉ cần là khi mà đạt đủ 50 share đó thì bên em bắt đầu sẽ giảm giá toàn bộ các sản phẩm lên tới 30%. Nói chung là 50 lượt share là trong tầm tay của mấy chị luôn, nên em biết chẳng qua là ra cái mốc cho vui thôi, chứ mấy chị share một cái tới bạn bè rồi nhờ bạn bè share nữa thì thôi, quá trời là nhanh chóng luôn. Cho nên là cái việc giảm giá 30% là trong tầm tay của mấy chị, và mấy chị hãy cố gắng nán lại để xem những cái item tiếp theo để mình có thể săn được hàng, vừa có thể học hỏi thêm kiến thức mà vừa có thể săn được những cái sản phẩm mà best seller với cái giá cực kỳ ưu đãi nha. Chị Đặng Huệ ơi, đối với nhà MAC thì nhà em sẽ live vào tối thứ ba hàng tuần nha. Nhưng mà cái lịch live này thì cũng có thể là sẽ thay đổi, hoặc là sẽ có những buổi thêm, hoặc là sẽ có thay đổi. Thì chị yêu cứ theo dõi trang page của nhà em để cập nhật cái danh sách live cho mỗi tuần nhá. Thì nếu như mà được thì nhà em sẽ cố gắng là mỗi tuần mình live một buổi để có thể hỗ trợ các chị mình cách mix đồ này, hay là có những cái sản phẩm mức giá mềm nhất ở trong live hỗ trợ cho tất cả các chị mình nha. Và hiện tại thì thời gian này các chị mình cũng biết là rất là nhạy cảm rồi, thì Hoài khuyên là các chị nhà mình hạn chế ra cửa hàng mua sản phẩm, mà mình cũng mua online đi. Tại vì sản phẩm online thì mình cũng được hỗ trợ rất là nhiều nha, vừa được hỗ trợ đổi hàng nếu như hàng có vấn đề này, và còn được có mức giá mềm hơn nữa, thì ngại gì mình không mua online các chị ha. Và đối với thương hiệu của nhà MAC thì đã tồn tại rất là lâu rồi, thì các chị nhà mình cũng không có sợ là ví dụ hàng nhà em kém chất lượng hay như nào nha. Chị nào mà muốn trải nghiệm trực tiếp thì mình cũng có thể vào mục showroom của nhà em để tham khảo tổng cộng trên 20 chi nhánh trên toàn quốc. Nếu như mình có ở gần địa chỉ của nhà em thì mình có thể ghé trực tiếp để xem hàng nha. Rồi, có những cái comment rất là dễ thương nè. Có Lê Tuấn nhắn là hôm nay đừng để điện thoại hết pin nữa nha MC. Thật sự hôm nay Linh đã sạc pin rất là nhiều rồi, cho nên là mọi người yên tâm, hôm nay sẽ không có để hết pin đâu. Và Linh thấy là có nhiều người khen váy của Lê Hoài mặc đẹp. Váy của em Hoài mặc đẹp, vậy chứng tỏ là Linh mặc không đẹp hả? Em cảm thấy rất là ganh tị luôn á. Cho nên mấy chị yêu nào mà thấy cái set đồ em đang mặc đẹp thì comment đẹp giùm em đi, để lấy lại chút thể diện cho em nha. Chứ mình hai MC đứng mặc đồ cũng mặc cũng xinh như nhau, vậy mà Hoài thì được khen em không?
không được khen nên là em rất là tốt luôn á mọi người. Rồi hiện tại là em thấy lượt chia sẻ các chị nhà mình mới có 6-3 lượt chia sẻ thôi, nhưng mà đã đạt target cho Hoài để được giảm 30% tất cả các sản phẩm nha. Nhưng mà các chị nhà mình ơi, mình vẫn phải chia sẻ thật nhiều cho em. Tại vì sao ạ? Lượt chia sẻ của mình phải ít nhất cho em Hoài là 200 thì em mới bắt đầu mở ra chương trình mini game để tặng các chị mình nha. Các chị nhà mình có thích sẵn một trong những sản phẩm của Hoài hay là Linh đang mặc không ạ? Thì mình cứ chia sẻ livestream cho Hoài thật nhiều. Khi nào lượt chia sẻ của mình đầy đủ thì em và Linh sẽ đưa ra cú pháp để các chị chơi nha. Hôm nay giới hạn sếp kêu là ít nhất là phải tặng 4 sản phẩm các chị, đó là ít nhất nha. Còn nhiều hay không á thì tùy vào tương tác các chị mình, nên là cứ chia sẻ nhiệt tình cho Hoài đi. Các chị mình để ý ạ, mỗi lần Hoài và Linh lên mini game là tặng quà kiểu như là tẹt ga luôn, tặng thoải mái luôn các chị nha. Là mình cứ yên tâm là chia sẻ sẽ có được những món quà rất là hấp dẫn phía sau đấy ạ. Mình cứ tặng thẳng tay rồi có gì lố quá mình trừ một cách không sao hết nha mấy chị. Cứ thoải mái đi mấy chị, xe nhiều em tặng nhiều. Nói chung là em tặng đại hứng mà à. Và ngay sau đây thì không để mọi người chờ lâu nữa, thì bây giờ Linh sẽ nhường cái sân khấu này lại cho Hoài. Và Linh sẽ đi vào trong một chút xíu, rồi tí nữa Linh sẽ quay lại với cái set đồ này và hướng dẫn cho các bạn cách để mà mix match, cũng như sẽ hướng dẫn tới cho các bạn những cách nào mà Linh hay sử dụng nha. Còn bây giờ thì chắc là sẽ nhường sân chơi này lại cho Hoài ha. Tí nữa mình sẽ gặp lại nhau. Rồi, tại vì là cái mẫu chân váy của Hoài mặc đó thì được các chị mình hỏi rất là nhiều, nhưng mà thật sự là cái chân váy này rất là đẹp các chị mình nha. Thì bây giờ hiện tại là Hoài sẽ phổ biến trước một xíu, đó là các chị nhà mình ơi, mình nhớ chia sẻ livestream để được chốt ngay mức giá giảm cho sản phẩm này là 30% nha. Tại vì những cái sản phẩm này là một trong những sản phẩm best seller, nên là nếu như chị nào muốn mua với mức giá giảm thì mình nhớ là chia sẻ livestream cho thật nhiều ạ. Và bây giờ này em Hoài sẽ kiểm tra lượt chia sẻ một lần nữa, thì sau khi mà lượt chia sẻ tăng lên thì Hoài sẽ bắt đầu tặng quà cho các chị mình nha. Bây giờ thì hiện tại là đang có 106 lượt chia sẻ. Các chị mình chia sẻ lên cho em Hoài 200 lượt chia sẻ nha. Xíu nữa qua set của Linh sẽ tặng quà cho các chị nhà mình luôn ạ. Có ok không các chị ơi? Nhanh tay comment và nhanh tay chia sẻ cho em Hoài thật nhiều nha, để mình có sự tương tác này. Bây giờ Hoài sẽ giới thiệu cái set của em đang mặc nha. Set của em đang mặc thì hiện tại là em sẽ hướng dẫn cách các chị mình mix match cái sản phẩm này bằng cách là sử dụng mỗi cái chân váy của Hoài đang mặc nha. Cái chân váy sản phẩm của Hoài đang mặc á cực kỳ bán chạy tại cửa hàng của nhà mát luôn, và sản phẩm này là một trong những sản phẩm best seller của nhà em nha. Các chị nhà mình xem ạ, chân váy cho em Hoài đó là chân váy tầng phối ren này, chất liệu cho mình sẽ là dạng cô tông, chân váy thì có lớp lót bên trong không sợ mỏng các chị nha. Mã chân váy này cho em Hoài sẽ là VA1 các chị nhá, váy sẽ là VA1, và VA1 thì Hoài đang có cho các chị nhà mình đó là hai màu, đó là màu be trắng be nha, trắng này gọi là trắng sữa các chị nhá, và tông màu tiếp theo cho em Hoài là tông màu đen. Mình đang có hai tông màu đấy ạ, các chị nhà mình để ý giúp em là tông màu trắng và tông màu đen là những tông màu rất là dễ mặc. Và hiện tại em sẽ báo giá trước thì sau đó Hoài sẽ hỗ trợ các chị mình cách mix đồ cho sản phẩm này nha. Tại vì sao mà cái chân váy này Hoài lại lên đầu like? Tại vì chân váy này là một trong những cái mã chân váy gọi là quốc dân luôn. Các chị nhà mình phối với áo nào cũng đẹp, phối với sản phẩm nào cũng đẹp, và chỉ cần bỏ ra cái mức giá tiền cho em Hoài với chân váy này giá gốc cho em là 725.000 và đang được giảm trực tiếp cho Hoài sẽ là 508.000 các chị mình nhá. Thật sự thì đối với một cái chân váy 508.000 hay là 725.000 mà có thể mix match rất nhiều sản phẩm thì không có bao giờ phí các chị nhá. Và khi mà Hoài đem một cái sản phẩm có mức giá thành như thế này là sản phẩm phải gọi là đỉnh của đỉnh luôn các chị nhà mình. Một chiếc chân váy bình thường ở thị trường bán tầm cho em Hoài tầm bao nhiêu ạ? 300-400 ngàn, nhưng mà đối với hàng thiết kế thì phải cả triệu các chị nhá. Riêng nhà mát mang đến cho các chị mình chỉ tầm 508.000 thôi, sở hữu ngay một chiếc chân váy này. Và bây giờ thì Hoài đang mix cái chân váy này cho các chị nhà mình với một chiếc áo nha. Áo của Hoài mặc này hiện tại là em sẽ có hai màu luôn. Thì chị nào mà thích cho em Hoài theo thiên hướng mà kiểu như hơi lịch sự một xíu, kín đáo một xíu, mình lựa cho em Hoài là phối với áo sơ mi. Tại vì áo sơ mi thì là cổ kín này, tay dáng dài cho em Hoài. Và hiện tại Hoài đang mix cái sản phẩm này là một chiếc váy trắng với chiếc áo phía trên, đó là màu kiểu hồng đỗ các chị, rất là đẹp nha. Áo này cho em Hoài thì chất liệu là lụa. Thì nếu như chị nào mà thích cái kiểu mix đồ của Hoài đang mix á, thì mình mua luôn cho em Hoài mà áo sẽ là A03 nha. A03 Hoài chốt mức giá sẽ là 555.000 là giá gốc của sản phẩm, và đang được giảm trực tiếp cho các chị mình chỉ còn 398.000. Thì áo sẽ có hai màu này, Hoài sẽ giới thiệu cho các chị mình luôn nha. Đây, áo của Hoài đang mặc thì sẽ có hai màu các chị ha. Đó là tông màu này sẽ là tông màu kem nha. Màu kem và màu hồng đỗ Hoài đang mặc rất là sang. Và cái mẫu này chị em cúc mình sẽ làm cúc xà cừ các chị ha. Với mức giá chị em Hoài chỉ có 398.000 thôi. Các chị nhà mình đã sở hữu ngay cho em Hoài cái chiếc áo, và cái mẫu chân váy sẽ là 508.000 ạ. Đây các chị mình xem giúp em là em đang phối với một chiếc túi rất là dễ thương tiểu thư. Thì đúng là cái chân váy này nó sẽ theo phong hướng, cái khuy hướng đó là tiểu thư nhẹ này, nhẹ nhàng kiểu như nữ tính các chị mình ha. Còn chị nào thích kiểu mà sao các chị mình nữ tính hơn một xíu nữa và ôm dáng
cho tất cả các chị mình này. Thì mình có thể sử dụng cái set giống như mannequin đang mặc các chị mình ha. Cái set này thì thực ra là nó đi nguyên một set luôn, nhưng mà nhà mắc vẫn bán rồi nha. Nhưng mà Hoài đang có hai cách phối cho các chị mình. Đó là một là mình phối với cái áo nguyên theo set của nó luôn. Thì đó là một chiếc áo chị em Hoài, đó là dạng áo kiểu dạng bệt vai các chị mình nha. Em này thì có thể mặc cao vai hoặc bệt vai. Chất liệu cho em Hoài vẫn là cô tông phối cho em Hoài, với là em này sẽ là ren lỗ rất là sang này. Các chị xem giúp Hoài nha. Phía sau của em áo này thì sẽ kèm dây kéo khóa nhá. Thì mẫu này cho mình sẽ là dạng kiểu tay mà tay cánh tiên rất là sang. Thì Hoài sẽ báo giá áo lên cho tất cả các chị mình để mình săn luôn ở trong like ạ. Áo canh đang mặc này là màu đen, sẽ có thêm tông màu trắng là đi cùng set luôn các chị mình ha. Thì áo này đang có mã sản phẩm cho em là A01 ạ. A01 thì Hoài đang chốt mức giá các chị mình sẽ là 595.000. Trong livestream chia sẻ livestream em giảm trực tiếp 30%, còn là 417k. Rồi 417.000 cho sản phẩm áo này nha. Bây giờ thì Hoài sẽ đọc comment này. Và chị nào mà cần quan tâm những cái concept hay là những cái cách phối đồ hay là mang giày như nào, mình cứ comment Hoài sẽ hỗ trợ các chị mình nha. Thực ra thì em Hoài cũng chỉ là hơi tự tin về cái cách phối đồ của em Hoài thôi, nhưng không chắc là có vừa mắt của các chị nhà mình hay không. Thì hôm nay Hoài lên livestream á, thì Hoài giới thiệu với các chị nhà mình là chủ yếu này để các chị nhà mình có mức giá mềm, và thứ hai nữa là em hỗ trợ các chị mình nếu như các chị nhà mình chưa biết cách mix match đồ nha. Nhưng mà chị nào á có cái cách mix đồ xinh hơn Hoài hay là có những cái ý tưởng mới, mình cũng có thể comment tại livestream để chị em mình cùng trao đổi này, để sao mà một sản phẩm có thể được mặc rất là nhiều sản phẩm. Nhưng mà tại vì trong livestream á thì Hoài không có nhiều thời gian, nên tính ra cái áo của Hoài đang mặc nha, mình vẫn có cái áo của Hoài mặc hay là cái chân váy của Hoài đang mặc, mình vẫn có thể phối rất là nhiều đồ. Nhưng mà hôm nay Hoài tập trung chủ yếu vào chân váy. Tại vì sao ạ? Cái chân váy quá đẹp luôn các chị mình nhá. Chân váy rất là đẹp, và chân váy này mình phối rất nhiều sản phẩm này. Thứ nhất là phối với áo sơ mi, thứ hai là phối với áo ren cùng kiểu nha. Và còn nữa thì mình cũng có thể phối với áo dây hay là áo kiểu, áo thun phía trên cho em Hoài cũng rất là xinh. Đây mình ngắm cái áo này cho Hoài nhá. Em chào chị Mèo Mập nhá, chào tất cả các chị mình đang xem livestream luôn ha. Rồi, chị yêu này, áo đang mặc có nhăn không Hoài ơi? Chị ơi, đối với chất liệu cho Hoài là em cô tông này, thì dạng này là cô tông dạng bố hạt các chị mình, rất là đẹp nha. Và mẫu này cho em Hoài thì không có nhăn ạ. Đối với chất liệu ren thì các chị nhà mình giặt thì mình nhớ là xả cho em Hoài nước xả nha. Tại vì ren này là dạng ren không có bị nhăn đâu các chị mình, nhưng mà mình xả để cho cái độ mềm vải nó có thôi. Còn các chị mình không sợ là chất liệu váy và chất liệu áo sẽ nhăn nha. Em đảm bảo các chị nhà mình là áo này thì sẽ không nhăn. Còn cái áo lụa thì các chị nhà mình biết rồi, nó sẽ có độ nhăn nhẹ. Đối với chất liệu lụa thì sẽ có độ nhăn nhẹ nha. Đối với sơ mi thì thường là mình vẫn phải là trước khi mặc giúp em. Nhưng mà đối với cái áo này thì em nghĩ là mình chỉ cần giặt lên và phơi thẳng cho em thì nó không có độ nhăn quá nhiều. Nhưng mà để đẹp nhất thì em nghĩ mình chỉnh chu, mình là trước cho em Hoài bằng bàn là hơi nước nha. Tránh, tại vì lụa thì mình tránh là bằng bàn là nóng các chị ha. Bây giờ chỉ cần tầm là 200-300 ngàn, mình có thể mua một cái bàn là mini để mình là hàng ngày, để mình chỉnh chu trước khi mình đi làm nha. Cái set của Hoài đang mặc như các chị mình thấy này, vừa nữ tính vừa nhẹ nhàng và tiểu thư. Mình mặc đi làm, đi chơi và kể cả là đi tiệc cho Hoài cũng được. Không thì mình cũng có thể lấy cho em Hoài cái chân váy này mình phối với những sản phẩm khác. Tại vì cái mẫu này thì rất là dễ mặc cho tất cả các chị mình thôi nhá. Rồi ok, bây giờ thì Hoài sẽ đọc comment của tất cả các chị mình nha. Các chị mình ơi, đừng quên là mini game vẫn còn phía sau, và mình nhớ chia sẻ livestream cho em thật nhiều ạ. Mẫu này thì Hoài sẽ tư vấn cho các chị mình thêm tầm 2 phút nữa thôi nha. Bây giờ đang ở phút thứ 44 rồi, và phút thứ 46 thì Hoài sẽ tiếp tục mới link qua mẫu. Nên là chị nào mà đang quan tâm cái set này là mình chốt luôn chị em Hoài nha. Rồi các chị mình ơi, tương tác thật nhiều này, em thấy chị Huỳnh Phương Di tương tác cùng nhà mắc rất là nhiều luôn. Và chị nào đang muốn nhận quà của nhà em ạ, tương tác của em Hoài thật nhiều đi. Tại vì sao? Tương tác thật nhiều thì khả năng em Hoài lướt chúng các chị mình nhận quà sẽ rất là cao. Và đừng quên là nhớ chia sẻ livestream cho Hoài để em có động lực lên hàng mời cho tất cả các chị mình nha. Rồi cái mẫu này cho em Hoài thì em đang mặc size S của nhà Mark các chị ha. Mẫu này thì nhà em đang có full size các chị mình luôn. Có nghĩa là nhà em có size S, ML để các chị mình săn này. Từ 38 cho tới 60, 63 cân mình vẫn có thể mặc vừa nha. Nếu như chị nào không chắc mình mặc size nào thì mình cứ để lại mã sản phẩm đi, kèm số điện thoại cho em. Sau đó các bạn nhà Mark sẽ gọi điện và tư vấn size số cho các chị sau ạ. Rồi chị nào có cái cách mix đồ khác với em Hoài không các chị yêu ơi, mình có thể hỗ trợ em Hoài nha. Dáng mình cũng như Hoài nè dặn. Chị Mèo Mập ơi, mình có thể là nếu như dáng giống như em Hoài, mình rất là dễ mặc những cái sản phẩm này nha. Người kiểu như là Hoài thì dáng cũng vừa vừa chứ không quá gầy cũng không quá mập nha. Và các chị nhà mình nếu như mà chị nào dáng tròn tròn, người cũng có thể mặc được cái set này luôn. Em thấy là thực ra những cái set mà áo form áo crop top giống như cái mẫu set bên này Hoài lựa chọn cho các chị mình này thì không phải là cái form quá hở nha. Nên là ví dụ chị nào tròn người hay là phần bụng của mình hơi tròn chỉnh một xíu, mặc cũng rất là dễ cưng luôn. Thì cái em mannequin bên này là một cái set best seller của nhà em. Có nghĩa là một set bao gồm hai món may
may theo set các chị nhá. Nhưng mà nhà em vẫn bán rồi đấy ạ. Chị nào thích set nào thì mình cứ chốt cho em Hoài nha. Bây giờ thì Hoài sẽ đọc lại mã sản phẩm cho tất cả các chị mình ha. Đếm xem nào, lượt chia sẻ các chị nhà mình là bao nhiêu. Tại vì sao, xíu nữa Linh sẽ tặng quà cho các chị nhà mình nếu như lượt chia sẻ của mình đủ nha. Bây giờ Hoài đang ở trong livestream và lượt chia sẻ của mình mới có 143. Lượt chia sẻ là Hoài không có tặng được chị ơi. 200 lượt chia sẻ đi ạ. Các chị nhà mình chia sẻ cho Hoài thêm mỗi chị 5, mỗi chị 1 lượt chia sẻ nữa thôi là đã hơn cho em Hoài 200 lượt chia sẻ rồi. Thì bắt đầu link qua là mình sẽ tặng quà luôn nha. Còn bây giờ lượt chia sẻ chưa đủ nên Hoài sẽ qua mẫu của Hoài không có, chưa có tặng quà được đâu ạ. Chỉ cần lượt chia sẻ của mình đạt 200 là em sẽ bắt đầu tặng sản phẩm và tặng sản phẩm mặc trên người cho tất cả nhà mình luôn. Rồi ok, bây giờ Hoài sẽ đọc lại mã sản phẩm cho các chị nhà mình nhá. Váy của Hoài đang mặc sẽ là VA1 các chị ha. VA1 Hoài đang phối với áo sơ mi này sẽ là A03 nha. VA1 có mức giá giảm là 508 ngàn. Còn áo Hoài đang mặc có mức giá giảm là 389 ngàn. Và áo này sẽ có hai màu là màu hồng đỗ và màu be nhá. Còn cái chân váy thì có hai màu trắng và đen ạ. Và kết hợp thêm đó là một cái áo này rất là đẹp ạ. A01 có màu trắng và màu đen cho tất cả các chị mình luôn. Chất liệu cho Hoài sẽ là cotton phối ren nhá. Mẫu này thì là 417 ngàn là mức giá giảm ạ. Cái sản phẩm này các chị mình phải ra ngoài cửa hàng mình trải nghiệm thực sự thì mình mới thấy là rất là đáng tiền cho em Hoài, khi mà một cái set rất là cao cấp với mức giá cho em Hoài chỉ tính trên đầu ba thôi các chị mình nha. Là chị nào mà thích những cái set này là mình chốt luôn cho em Hoài. Rồi bây giờ 30 giây cuối cùng đếm ngược và em sẽ mời Linh qua mẫu các chị ha. 30 giây đếm ngược để mình tiếp tục qua mẫu này. Và các chị đừng quên là chia sẻ livestream em thật nhiều ạ. Ui, Linh đang báo là Linh đang muốn tặng quà lắm rồi đấy các chị yêu ơi, chia sẻ lên cho em đi. 200 lượt chia sẻ Linh bắt đầu tặng quà cho tất cả chị mình nha. Rồi ok, bây giờ thì Hoài sẽ nhường lại cái sân khấu này cho Linh và để Linh giới thiệu tiếp sản phẩm mới để các chị nhà mình cùng săn nhé. Rồi, rất là cảm ơn An Hoài luôn. Và nãy giờ thì đứng ở ngoài kia Linh rất là nôn nóng và mong chờ cho Linh tới 200 lượt xe để Linh có thể tặng quà. Linh thích nhất là khoảnh khắc được tặng quà thẳng tay đó mọi người. Mặc dù là sản phẩm của nhà mát nhưng mà Linh thì Linh có quyền được tặng cho nên rất là háo hức để mà vào livestream để tặng quà cho mấy chị ha. Và ngày hôm nay thì mấy chị muốn được tặng quà thì mấy chị phải share nhiều lên cho em Linh ha. Mình không có mất cái gì hết rồi cho nên mình chỉ ngồi ở nhà mình share livestream thôi. Cho nên share cái chuyện share livestream ở nhà, em muốn ngồi bấm hoài cũng được nữa. Cho mấy chị hãy share livestream thật là nhiều để khi đạt lên tới 200 lượt share thì em sẽ tặng quà cho mấy chị luôn. Và quà cho mấy chị là cái gì thì chờ một chút xíu ekip sẽ đưa Malaycan vào đây và em sẽ giới thiệu cái sản phẩm quà cho mấy chị luôn để mấy chị vô cùng háo hức nha. Đây, chuẩn bị các chị sẽ thấy được cái món quà vô cùng đặc biệt và vô cùng giá trị luôn và Linh rất là thích. Mặc dù là mình thích nhưng mà mình không có quyền được tặng nha mọi người, bởi vì là mình không có được nhận cái quà đó mà mình đi tặng lại cho người ta thôi. Đây chính là một cái set đồ rất là xinh và cái món quà mà Linh sẽ tặng cho mấy chị đó là chiếc váy chữ A rất là xinh xắn như thế này ha, có cái vây cá ở phía dưới rất là đẹp ha mấy chị ha. Chiếc váy này thì sẽ sở hữu của ai đi ta, sẽ thuộc về tay ai, phụ thuộc vào tay mấy chị xe đó. Và để trước khi tặng quà chờ cho cái lượt xe nó đủ đó thì bây giờ em sẽ giới thiệu một cái cách mix đồ và những cái sản phẩm ở trên mannequin này ha, cũng như là ở trên người Linh đang diện luôn. Thì đây là chiếc áo dây mà em nghĩ là tất cả chị gái nào cũng đã từng thấy chiếc áo dây này rồi. Dù có năm nào đi qua đi chăng nữa thì chiếc áo dây đó nó vẫn tồn tại, nó là giống như một cái sản phẩm mà vượt thời gian mọi người, một cái sản phẩm mà không bao giờ lỗi thời. Linh thì cũng có rất là nhiều sản phẩm áo dây rồi, nhưng mà mỗi thương hiệu thì Linh cũng muốn sở hữu để biết được là cái mỗi thương hiệu nó sẽ có một cái form khác nhau, một cái chất vải khác nhau, một cái cách thiết kế khác nhau và một cái màu khác nhau nữa. Và ngày hôm nay thì Linh giới thiệu đến cho mấy chị một cái chiếc áo dây mà được thiết kế rất là tinh xảo nha mọi người. Gọi tinh xảo là sao, bởi vì từng cái đường kim mũi chỉ rất là đẹp luôn, không có bị lỗi. Bên cạnh đó thì khi lên form rất là xinh, không có bị hở đến nỗi mà các bạn cảm thấy khó chịu. Bởi vì nếu như chị nào mà vòng một của mấy chị tròn chỉnh á, đầy đặn á, thì mấy chị mặc vào nhìn rất là sexy. Nhưng chị nào mà không có vòng một đầy đặn, người ta gọi là hơi lép á, thì đừng có lo, bởi vì với cái thiết kế như thế này á, vẫn nhìn mấy chị rất là sang trọng luôn. Nếu như mấy chị có vòng một to thì vòng một nó đầy đặn á thì mình sẽ cảm thấy nó rất là sexy, còn vòng một mình không đầy đặn á thì mình mặc nó rất cá tính và rất là sang trọng ha mọi người. Với một cái chiếc áo dây này Linh nghĩ là ai cũng có thể mặc được cả, và nó phù hợp cho cái mùa hè nè. Và nếu như mùa đông đến thì mình làm sao mùa đông tới mình vẫn mặc được, nhưng mà ở bên ngoài mình có thể có một cái blazer hoặc một cái áo khoác để tôn lên cái sự sang trọng của mình cũng như là để tránh rét đó mọi người.
Và với chiếc áo dây này thì theo Linh thì mình có thể mix với lại rất là nhiều cái loại quần. Quần ôm các bạn cũng có thể mix được. Quần ống rộng như thế này, kể cả là chân váy nha các bạn. Chân váy xòe xuống luôn á, cái chân váy xòe dài xuống phủ chân, các bạn vẫn có thể mix match được luôn. Và khi các bạn mix với những cái chân váy xòe dài như vậy á, thì nó sẽ ra một cái style rất là viên tịch nè, và nó rất là công chúa tiểu thư. Còn khi mấy chị mix cái áo dây này với lại cái chân váy chữ A, hoặc chân váy slip ly chữ A, hoặc là chân váy ôm, thì nó sẽ tôn lên cái sự trẻ trung dễ thương. Đối với cái chiếc váy xòe như thế này á, thì nó có những lợi thế sau đây nè. Đối với những chị nào mà muốn thể hiện cái vòng eo của mình con kiến á, cái này nó quá hoàn hảo luôn. Bởi vì cái độ xòe của váy á, nó sẽ giúp cho cái độ eo của mình trên đây nó được bóp lại, nó tạo cái ảo giác cho người nhìn thôi, chứ thật ra eo mình nó vẫn vậy ha. Cho nên em Linh luôn luôn là có những cái váy xòe, kể cả những cái đôi, những cái quần như thế này nè, nó cũng rất là hắt dáng mình luôn, tạo cho cảm giác ở dưới mình nó rộng, nó to, thì thắt cái vòng eo mình lại ha mấy chị. Đó, mặc dù em là một cái người, em phải công nhận là mình không phải là một cái người có cái dáng rất là chuẩn đâu. Em dáng của em rất là bình thường, dáng của em còn thấp hơn cả Hoài nữa. Nhưng mà nhờ vào cái sự gọi là ăn gian, nhờ cái cách mặc đồ, cho nên khi người đối diện nhìn vào em, họ cảm giác giống như là ồ, em cao, em to. Chứ thật ra mọi người gặp em ở ngoài, mọi người rất là bất ngờ luôn. Em rất là bé con ha. Cho nên là việc mình bé con hay to con, dáng mình có khuyết điểm đi chăng nữa thì không sao đâu mọi người. Chỉ cần mình biết cách mix match đồ và nó phù hợp với dáng người thì nó sẽ trở thành một cái item rất là tuyệt vời, chứ nó không có ảnh hưởng gì lắm tới cái vóc dáng của mình đâu. Và Linh rất là recommend cho mọi người sở hữu chiếc áo dây này nha. Bởi vì chiếc áo dây này á, dù các bạn có qua năm này năm khác đi chăng nữa, các bạn cũng sẽ thấy nó sẽ mãi mãi tồn tại thôi. Bởi vì nó là những cái sản phẩm rất là basic, mà cái gì basic á thì nó tồn tại rất lâu, và các bạn sở hữu á, thì nó cũng sẽ không bị lỗi thời. Bên cạnh đó em muốn nói một chút xíu về cái chất liệu vải. Cái kiểu áo dây này nó nhiều trên thị trường nhan nhãn, cái điều đó là em biết và mấy chị cũng biết. Tuy nhiên thì khi mua hàng em quan trọng nhất đó là chất liệu nữa nha mấy chị. Ngoài cái form dáng phải có cái chất liệu tốt. Với cái chất liệu này em tự tin khi mấy chị giặt nè, khi mấy chị sử dụng qua vài lần rồi thì nó sẽ không bị đổ cái vải, nó không bị quá nhầu, nó không bị thô vải, nó không bị sơ vải, bởi vì nó là cái chất lụa rất là dễ mặc luôn mọi người ha. Chất lụa này á, nó giúp cho mình có cái cảm giác là mát mẻ, thoải mái, mềm mịn nè. Bên cạnh đó thì khi người đối diện nhìn vào mình á, nó toát lên được cái sự sang trọng. Bởi vì mình diện một cái trang phục nào đó có chất vải tốt á, mình luôn cảm giác tự tin hơn nha. Rồi, và bây giờ mình đủ lượt xe chưa ta? Mình đủ lượt xe rồi thì em Linh sẽ cho mấy chị nhận quà nha. Để em coi thử đủ chưa, em Linh sẽ kiểm tra thử đủ chưa nha. Trời ơi mọi người, 200 lượt xe rồi, đúng 200 lượt xe rồi. Cho nên là sau đây em Linh sẽ cho mọi người nhận quà. Nhưng trước khi nhận quà thì em Linh sẽ đọc comment để trả lời tương tác với mấy chị. Cho mấy chị nói là, ủa Linh lo nói quá trời nói luôn, sao không chịu tương tác gì với mọi người hết trơn vậy ha. Và những cái comment này em sẽ cố gắng trả lời hết nha mấy chị ha. Sếp Phú xinh quá nè, em cảm ơn chị Trang HT nha. Lê Tuấn áo dễ thương, chân váy màu nhìn sang. Đúng rồi, cái chân váy này màu nhìn màu cam, nhưng mà khi mấy chị nhìn ở ngoài mấy chị sẽ thấy nó rất là đẹp luôn. Nó không có phải là một cái màu cam bình thường đâu, mà nó rất là sang trọng luôn mấy chị. Nó màu cam hơi gạch gạch đó, mấy chị biết cái màu gạch không? Đó, cái màu nó kiểu như vậy đó. Hôi chị xinh mà hả? Trời ơi, có người khen Linh xinh kìa mấy chị. Mấy chị ơi, nhớ tag tên nha. Rồi, em nhắc lại cú pháp cho mấy chị tham gia để mà chính xác nè, trúng thưởng nè. Mấy chị ngoài lượt xe công khai ra thì mấy chị là phải tag tên đủ 3 người nha. Thì khi mà em chọn random, em lướt á, em chọn ai người đó phải đúng cú pháp thì em mới tặng quà. Còn không thì xin lỗi, em không được tặng quà nha mấy chị nha. Mặc dù là mình tặng bất kỳ nhưng mà nó cũng phải đúng cú pháp nha mấy chị. Em chưa thấy mấy chị comment này mấy chị ơi, mấy chị comment nhiều lên chứ không là em tí nữa em không có thấy được mấy chị đâu nha. Rồi mọi người đã comment nhiều chưa? Em thấy chưa comment nhiều. Trời ơi, lượt xe nhiều rồi lại quên comment hả mấy chị? Mình phải comment mới được nhận quà chứ, xe không đấu được nhận quà đâu. Rồi, và chờ cho mấy chị, em sẽ cho mấy chị một phút để mà mình có thể comment thật là nhiều ha. Nhớ tắt tên ít nhất 3 người bạn giùm em nha. Rồi, bây giờ mấy chị hãy comment giúp em là váy xinh. Comment giúp em là mã váy xinh kèm với lại tắt tên 3 người bạn, ít nhất phải 3 người bạn nha. Kèm giúp em là mã váy xinh kèm với lại tắt tên 3 người bạn. Kể từ giây phút này và khoảng 1-2 phút nữa thì em sẽ bắt đầu chọn bất kỳ ha mấy chị. Rồi, váy xinh.
váy xinh kèm với tóc tên ba người bạn, và mấy chị phải là người đã share livestream rồi thì em Linh mới tính nha. Và bây giờ thì Gia Linh sẽ recommend thêm cho mọi người một cái phụ kiện, đó chính là một cái chiếc túi như thế này mấy chị ha. Đây một chiếc túi rất là xinh xắn nha mấy chị. Đây mấy chị có thể đeo một cách nhẹ nhàng đi dạo phố đi làm cũng được ha. Đối với mấy chị mà mang laptop thì đương nhiên cái túi này nó không đáp ứng đủ nhu cầu về kích thước. Tuy nhiên thì với mấy chị đi làm văn phòng mà không cần phải mang theo laptop nè, hoặc là mình đi chơi dạo phố thì cái túi này là một cái sự kết hợp rất là perfect nha mọi người ha. Rồi mấy chị có thể kết hợp với nhiều cái túi khác nữa, chỉ cần nó basic là được ha. Đối bởi vì là mình đang theo một cái style nó rất là đơn giản, tối giản rồi, cho nên mấy chị kết hợp dùm em những cái túi với màu sắc nó nhã nhặn, hoặc mình có thể mang với màu đen vẫn ok luôn. Nhưng mà mấy chị nhớ chọn những cái sản phẩm nào nó đơn giản thôi, bởi vì mình đang theo một cái style rất là sang trọng và đơn giản á, cho nên mấy chị cố gắng là chọn những cái sản phẩm đơn giản kết hợp lại thì quá là tuyệt vời ha. Rồi mấy chị có thể phối thêm với lại bông tai nè, vòng tay nè, những cái gì nó nhí nhí nhỏ nhỏ thôi để nhìn toát lên một cái sự tinh tế, bởi mình đang chọn một cái trang phục tinh tế mà, cho nên là những cái phụ kiện đi kèm cũng nên tinh tế ha mấy chị ha. Đây cho mấy chị xem một cái set này. Và bây giờ em sẽ tặng cho mấy chị cái trong váy này khi mà mấy chị đã comment đủ rồi ha. Đâu rồi, em vẫn chưa thấy mấy chị comment đây mấy chị ơi. Rồi, mấy chị hãy comment giúp em là váy xinh. Váy xinh nha mấy chị. Váy xinh nha. Váy xinh kèm với tóc tên ba người bạn nha. Váy xinh tóc tên ba người bạn đi ạ. Rồi mình sẽ cố gắng chơi thêm một chút xíu nữa thì em sẽ đọc và em sẽ chọn random nha mọi người ha. Rồi em thấy đã có rất là nhiều chị comment này ha. Rồi, cho mấy chị 30 giây nữa nha. 30 giây nữa thì em sẽ đọc kết quả nè. Em sẽ chọn bất kỳ ha mọi người. Em sẽ chọn bất kỳ, dừng lại ở ai thì người đó sẽ là người thắng nha. Rồi, em thấy mấy chị rất là tích cực comment. Bây giờ mấy chị nè, mình comment nhiều lên để lỡ em có chạm vào á thì nick nào cũng là của mấy chị hết, cho nên mấy chị tăng cơ hội để mà trúng giải nha mấy chị. Comment nhiều lên, chứ mà mình comment một lần là nó dễ ít cơ hội lắm. Mình phải phủ sóng lên mấy chị, mình phải phủ sóng thì mình mới có cơ hội được nhận quà nhiều ha. Rồi. Em sẽ đếm tới 5 và em sẽ chọn nha. 1 2 3, 4, 5. Đây, em sẽ chọn, em chọn chúng để em tắt cái này ha. Đây là, ai đây? Sam Nguyễn, để em coi thử là sẽ có đúng. Rồi, đã hiện người chia sẻ nha mọi người. Sam Nguyễn đã chọn đúng là người chia sẻ rồi nè. Nhưng để em xem đủ tắt tên ba người bạn chưa? 1, 2, 3. Đúng rồi mọi người ơi. Và Sam Nguyễn sẽ là, em sẽ chụp lại màn hình nha, để lấy bằng chứng nha. Đây ha mấy chị. Rồi, chúc mừng chị Sam Nguyễn rất là nhiều nha. Em không biết là nam hay nữ nhưng mà chắc là nữ rồi. Và chúc mừng chị đã nhận tới một đã nhận được một cái chiếc váy xinh này vô cùng xinh xắn luôn. Chúc mừng chị. Và mấy chị ơi, đừng có ngưng ở đây và chúng ta hãy tiếp tục share và comment đi. Bởi vì khi mà các bạn ngưng comment thì cái cơ hội tí nữa các bạn nhận quà nó sẽ ít đi. Cho nên là mấy chị cố gắng nha, mấy chị cố gắng để mà mình share comment thật là nhiều. Nãy giờ thì em Linh đã giới thiệu rất là nhiều rồi, tặng quà rồi, thì bây giờ cho em Linh vài phút để chúng ta có thể nói sơ qua cái giá của sản phẩm mà em Linh đã mặc và giới thiệu nãy giờ ha. Đối với váy dây này giá gốc đó là 255.000 và ngày hôm nay khi mà được sale thì chỉ còn có 179.000 thôi mọi người ơi. Thật sự luôn là em rất sốc khi em nhìn thấy con số 179.000, trong khi lúc trước em phải mua tới mấy trăm ngàn một chiếc áo như thế này, em tức cái lồng ngực của em luôn á. Trên ngày hôm nay chị nào mà xem được cái livestream của em thì hãy cố gắng mua đi, bởi vì biết đâu sau khi hết cái like này rồi thì nó giá nó về ban đầu luôn, và thậm chí mấy chị còn đi có thể mua gặp những chiếc áo nó còn mắc hơn cái giá gốc bây giờ nữa. Chúng ta sẽ có 3 màu ha. Hiện tại chúng ta sẽ có 3 màu, một cái màu xanh min như em đang mặc nè, một cái màu hồng nút và một cái màu cam như thế này, một cái màu cam đào, em gọi đây là màu cam đào ha mấy chị. Trời, cái màu này nó xinh dã man luôn mấy chị ơi. Cái màu này em nói thiệt sự luôn, mà mình so với màu cam đào nữa thì quá là đồng bộ luôn, rất là xinh luôn ha. Mấy chị có thể kết hợp với cái này, kết hợp với cái váy cam đậm này cũng đẹp luôn nè, hoặc là màu đen chẳng hạn, hoặc là những cái màu nào nó đậm một chút xíu, thậm chí các chị có thể kết hợp với màu trắng và quần jean như em.
đó đều được hết. Những cái màu này Linh rất là yêu thích, bởi vì là yêu thích nhà mát là bởi vì luôn chọn những cái chất liệu và những cái màu rất là dễ phối đồ. Đó là một cái mà Linh cảm thấy ưu điểm rất lớn luôn, bởi vì không phải dễ gì mà mình mua một cái mà mình mặc hoài với một cái sản phẩm khác, đúng không? Ví dụ em mua cái này và em muốn mặc với cái chân váy khác làm sao, không mặc được hả? Cho nên là rất là thông minh khi chọn những cái gam màu để chúng ta có thể dễ phối với những cái màu khác. Đó là một cái sự gọi là sự thiết kế rất là thông minh. Và em sẽ giới thiệu tiếp cho mọi người một cái giá ha. Đối với cái chân váy này á thì mấy chị giúp em là comment là mã VA2 kèm với số điện thoại nha mấy chị. Giá của nó là bao nhiêu? Giá gốc của nó là 395.000, giảm còn 277.000 ha. Chúng ta có bao nhiêu màu ạ? Chúng ta có 3 màu nha mọi người. Đây là màu cam gạch nè. Và bây giờ Linh sẽ giới thiệu cho mấy chị thêm một chỗ. Cái màu này nó xinh dã man mấy chị ơi, em tức quá đi. Màu hồng phấn này mấy chị, rất là cưng luôn á. Mấy chị nào mà theo kiểu tiểu thư dễ thương nè, đây rất là cưng luôn nha. Rồi một cái màu xanh nè. Màu xanh này em nói thật sự là xanh biển thì nó không ra xanh biển, mà xanh lam chưa chắc nó phải là xanh lam. Một cái màu mà nó lạ lắm mấy chị ơi. Không biết trên live có nhìn ra cái màu này không, chứ em thấy hả? Màu xanh nhưng mà nó rất là lạ luôn nha. Màu nó rất là sang, rất là đẹp luôn. Đây màu xanh. Thì mấy chị hãy comment giúp em mã váy là VA2 kèm với số điện thoại. Thì ngày mai nhân viên ở bên nhà mát sẽ gọi điện tư vấn cho mọi người kỹ càng từ size, số, từ màu sắc và giá cả luôn nha mấy chị. Và áo, mã áo đó là mấy chị comment giúp em mã áo là A04 nha mấy chị nha. A04 thì trong comment là nhà mát cũng đã comment cho mọi người rồi đó. Cho nên là mọi người cố gắng chú ý và mình đặt hàng cho nó chính xác nha. Rồi em xin gửi lại ha. Rồi còn đối với quần, cái quần này, quần jean này thật sự luôn, em thấy nó rất là tôn dáng và hắc dáng. Em là một cô bé rất là nhỏ bé, rất là khó để khi mà mặc những cái chiếc quần jean như thế này nha mọi người. Nhưng mà ngày hôm nay nhà mát đã làm cho em đập tan đi nỗi lo của mình. Và em chắc chắn với chị luôn là những cái chị nào đó giờ sợ mặc quần jean ống rộng, ngày hôm nay mua đi, em bao cho mấy chị mặc luôn ha. Rồi quần jean này có mã đó là QA1 và giá gốc đó, giá niêm yết là 525.000, ngày hôm nay sale còn 368.000 đâu mấy chị ơi. Và chúng ta có hai màu, một cái màu rất là đậm đà như là tính cách của em và một cái màu nhạt nhòa như là lời chia tay của người yêu cũ vậy mọi người ha. Cho nên là mọi người ai mà mới bị chia tay mua ngay cái màu này giùm em. Ai mà chia tay lâu rồi mua màu đậm đà liền giùm em, mặc cho đúng tâm trạng nha mấy chị nha. Mình chia tay rồi mình phải đẹp lên mấy chị. Ví dụ ai đang thất tình mua đồ về mặc đẹp cho em, em nói thật với mấy chị luôn nha, nếu như mà đang thất tình mình đừng có buồn. Bởi vì sao? Trời ơi, tình yêu là phù du, sắc đẹp nó mới trường tồn mãi mãi nha mấy chị nha. Mấy chị đẹp đi, mấy chị thành công, mấy chị đẹp đi là tự nhiên mấy chị thấy may mắn nó ập vô mặt mấy chị luôn, mà mấy chị không muốn nó cũng phải tới luôn á. Cho nên là yên tâm mà xinh đẹp đi, mọi thứ từ từ nó sẽ qua hết, đừng có buồn. Buồn là lên coi livestream là hết buồn nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ có hai màu như thế này, em đùa một chút xí cho nó vui thôi. Còn quan trọng nhất vẫn là cái mã sản phẩm nha mọi người, đừng quên mã sản phẩm của chúng ta, đó là QA1 nha. QA1 này giá gốc là 525.000, hôm nay chỉ còn 368.000 thôi. Cho nên mấy chị nhanh tay đặt giúp em nha. Chỉ cần để làm mã là QA1 kèm với số điện thoại thì nhân viên bên nhà mát sẽ chủ động gọi điện cho mấy chị tư vấn từ A tới Z luôn. Mấy chị chỉ cần ngồi ở nhà giùm em và chú ý nghe điện thoại nha. Chứ em nghe đồn là nhiều chị quên nghe điện thoại hoài cho nên là bị mất cái đơn ha mấy chị. Cho nên cố gắng chú ý điện thoại giùm em. Và bây giờ chắc là chỉ còn khoảng một chút xíu nữa thì em sẽ mời Hoài trở lại đi ha. Tại vì nãy giờ em cũng nói nhiều về những cái sản phẩm rồi, và bây giờ em thấy Hoài đang diện một cái bộ sản phẩm rất là đẹp. Mời Hoài tới mọi người ha. Rồi, vậy thì bây giờ tiếp theo Hoài sẽ qua một cái set vest rất là sang cho tất cả các chị mình nha. Theo nãy giờ cái phong cách này, nhất là Hoài vừa lên cái form dáng giới thiệu mình là đồ tiểu thư có ạ. Đồ của bạn Linh vừa mặc thì theo phong cách cho mình là hơi nữ tính hoặc là cá tính một xíu khi mà mình kết hợp cho em Hoài với quần jean. Hiện tại Hoài đang lên cái set này cho tất cả các chị mình, đó là một cái set vest rất là sang nha. Mẫu này thì theo style là nữ chủ tịch các chị mình khá. Thì em này em mang mít mắt rất là đơn giản thôi nhưng mà cực kỳ tôn dáng này, mặc lên cũng rất là đẹp cho em Hoài luôn.
Thì hiện tại là mẫu sản phẩm này các chị nhà mình, em nghĩ là nếu như chị nào làm giáo viên, làm công sở này, hoặc là mình có những cái kiểu như là có những cái trường hợp mà mình cần những cái bộ cánh sang trọng và đứng một xíu, nghĩa là tôn được cái dáng của mình nhưng cũng không kém phần là sang á, thì mình nên lựa trên Hoài là vest nha. Vest là một sự lựa chọn rất là đúng đắn để các chị mình lựa chọn luôn đấy ạ. Rồi hiện tại thì Hoài đang biết cái sản phẩm này đó là một chiếc áo lụa bên trong kèm cho em Hoài một chiếc áo vest và một chiếc quần baggy dáng cùng màu các chị ha. Thì để tạo lên một cái concept này cực kỳ đơn giản nhưng mà lên form cực kỳ chuẩn cho các chị mình luôn, thì set này Hoài đang có hai màu để các chị săn nha. Màu đầu tiên cho em Hoài sẽ là cái màu em đang mặc, đó là cái màu nâu tây các chị ha. Và màu tiếp theo sẽ là cái màu xanh bơ này. Thì hiện tại là Hoài đang có hai tông màu cho set vest để các chị nhà mình lựa chọn. Bây giờ thì em sẽ vào sâu vào sản phẩm các chị mình nha. Rồi chị yêu nào mà thích mẫu này là lên ngay cho em Hoài mã sản phẩm luôn. Bây giờ Hoài sẽ bắt đầu giới thiệu về sản phẩm các chị mình nha. Đối với cái mẫu vest của Hoài đang mặc nhá, áo vest thì lên mã trên Hoài sẽ là AK1 ạ. AK1 là áo vest này, em sẽ quay phía sau các chị xem nhá. AK1 mình sẽ có hai màu cho em và kể cả là quần cũng vậy. Quần thì sẽ là QA2 nha. Áo vest sẽ là AK1, quần sẽ là QA2. Áo vest có mức giá cho em Hoài sẽ là 695.000. Chất liệu cho em Hoài sẽ là cotton cao cấp các chị mình nha. Thì áo này hiện tại đang có mức sale cho các chị mình đó là 487k. Duy nhất tại livestream cho chị nào áp dụng livestream nhá. Cái cơ hội vàng để các chị nhà mình mua những sản phẩm này là chỉ chốt duy nhất tại livestream thôi các chị ơi, chứ còn mà ra cửa hàng là không có giá sale các chị yêu ha. Quần cho em sẽ là QA2 ạ. Như các chị mình thấy đây, quần cho em Hoài sẽ là dáng form quần hơi baggy nhẹ và kết hợp cho mình sẽ là lật like ở phía dưới nha. Chất liệu cho em Hoài vẫn là cotton cao cấp, thì quần này cho em Hoài 525.000 và đang giảm trực tiếp cho tất cả các chị mình là còn 368.000 ạ. Rồi các chị nhà mình, em sẽ đầu tiên thì em sẽ giới thiệu trước cái cách mít của em Hoài trước. Đó là cái cách mít với áo lụa bên trong, áo dây nhá. Áo hai dây lụa kết hợp cho em Hoài với vest này, thì áo Hoài mặc sẽ là A04 nha. A04 từ mức giá 255.000 và giảm trực tiếp còn 179.000 thôi ạ. Bên cạnh thì mình sẽ có cách mít tiếp theo, nhưng mà bây giờ Hoài sẽ vào sâu cái cách mít của em Hoài trước. Sau đấy Hoài sẽ giới thiệu đến các chị mình đó là cách mít với là áo thun nhá. Tại vì là cái áo này á, thì áo lụa nó sẽ sang hơn các chị mình. Áo hai dây lụa thì bao giờ mít lên nhìn cũng sẽ sang hơn rất là nhiều. Và các chị nhà mình chỉ cần phối cho em Hoài áo bên trong này màu trắng hoặc là màu đen cho Hoài nha. Mình hạn chế mặc những cái tông màu, ví dụ như áo rườm rà bên trong này, hay là áo có quá nhiều họa tiết hay là màu sắc quá nổi trội nhá. Tại vì nhìn vest á, thì nó đã theo một cái phong cách khá là đơn giản và lịch thiệp rồi. Thì nếu như chị yêu phối cho em Hoài mà ở bên trong mà mình phối những cái sản phẩm mà ví dụ như nó quá màu đi, hay là nó có quá nhiều chi tiết thì sẽ làm phản cái sản phẩm này đi nha. Và Hoài đang phối cho các chị mình cùng với một chiếc túi khá là đơn giản màu đen này. Đây, cái này style này là đúng là nữ chủ tịch của các chị mình ha. Mặc đi ký hợp đồng, đi cho em Hoài để bàn công việc này, làm giáo viên cho Hoài chỉ cần mang cái túi này thôi, và mang ngay cái set vest này đi là rất là sang cho Hoài rồi. Form quần này thì Hoài đang cao 1m6 và em đang kết hợp với một đôi dép, đôi giày cao gót màu đen dây luôn các chị mình ha. Tại vì vest thì sẽ hợp với giày dây hơn, có nghĩa là hợp với sandal cao gót này hay là giày mũi nhọn giống như Hoài đang mang thì nhìn nó dễ sang. Các chị nhà mình cũng có thể là mang với cho em Hoài đó là giày bít mũi các chị mình nha. Giày bít mũi nhưng mà mình hạn chế là mang giày bệt các chị ơi. Mình sẽ kết hợp cho em Hoài giày cao ít nhất là 5 phân để tôn lên được cái dáng vest của mình nha. Và cái vest này thì nhà em làm cho các chị nhà mình, thứ nhất là hàng vest 2 lớp và thứ hai nữa sẽ có độn cầu vai rõ cho các chị mình luôn ha. Cái form này gọi là blazer tại vì nó hơi rộng một xíu nhưng mà nó vẫn là may theo một cái form vest đúng chuẩn luôn. Thì đối với cái mẫu này mức giá cho em Hoài hôm nay rất là mềm. Và các chị nhà mình nhớ là hôm nay chỉ trong livestream mới áp dụng chương trình đó là giảm 30% trực tiếp trên tất cả sản phẩm. Và quà thì phía sau còn rất là nhiều. Là chị yêu nào hôm nay mà mình chốt sản phẩm này thì mình phải chốt nhanh. Và mình nhớ là chia sẻ livestream, tag bạn bè vào xong livestream nha. Lượt chia sẻ mình chỉ lên cho em Hoài 400 là Hoài bắt đầu tặng sản phẩm tiếp theo ạ. Lượt chia sẻ tăng lên 400 mình sẽ bắt đầu tặng sản phẩm tiếp theo nha. Rồi túi sẽ có hai túi hai bên cho mẫu áo này. Quần cũng vậy các chị nha. Quần sẽ có hai túi. Bây giờ thì Hoài sẽ giới thiệu màu luôn, thì sau đó em mới vào sâu cái cách mít cho các chị mình đó là với áo sơ mi với áo thun bên trong nhá. Thì set này mình sẽ có thêm một cái màu nữa các chị mình. Đây là cái màu rất là dễ mặc cho chị này. Đây em nghĩ là cái màu này là nãy giờ nhiều chị đang mong chờ và đang muốn hỏi là Hoài ơi có màu đen hay không. Thì bây giờ thì Hoài sẽ lên mẫu này cho em Hoài nha. Trời ơi, cái này mẫu này cho em Hoài rất xuất sắc. Thôi chào bạn Lê Tuấn nha. Trời ơi, comment muốn xỉu úp xỉu đau luôn các chị mình ạ. Rồi
Tại vì là em không thấy comment các chị mình ơi. Rồi ok, mẫu này cho Hoài mình sẽ có thêm màu đen nha. Mình có cho em Hoài màu nâu, màu xanh bơ và màu đen ạ. Chị nào mà thích cái phong cách cho mình ấy là hơi nhã nhặn này, hoặc là mặc dễ phối đồ, mình mặc cho em Hoài màu đen hoặc màu nâu tây. Còn nếu như mình thích cái phong cách trẻ trung tươi bới hơn một xíu ấy, mình lựa cho em Hoài cái màu xanh này. Tại vì cái em màu xanh này em nghĩ là sẽ có rất là ít chị đã có cái sản phẩm này ở trong tủ rồi. Tại vì bao giờ mình thấy màu đen hay là màu nâu Hoài đang mặc á, là mình cũng sẽ chọn những cái tông màu căn bản, có nghĩa là những cái tông màu dễ mít đồ nhất. Nhưng mà hôm nay Hoài đang phối với các chị mình này, đối với cái set màu xanh Hoài phối với áo thun bên trong màu trắng nha. Mình cũng có thể là phối với áo dây hai áo lụa hai dây như Hoài đang mặc à, bên trong màu trắng cũng rất là đẹp luôn. Thì mẫu này em đang kết hợp với một cái áo tay ngắn và thêu hoa các chị mình ha. Đối với cái phong cách này á, thì em nghĩ là nó cũng rất là dễ ép mặc và không có khó mặc. Thứ nhất là nếu như mà mình nóng quá, mình có thể là cởi áo vest ra ngoài, mình chỉ khoác hờ cho Hoài thôi. Còn không thì mình cũng có thể là mình chỉ mặc mỗi cái áo thun hoặc với cái quần thôi là sản phẩm đã rất là đẹp rồi nha. Và các chị nhà mình, nếu như mà cái sản phẩm mà mình sợ là mặc hai dây mình ngại á, hai dây mình ngại hở vai trần này, mình cảm giác là mình mặc hai dây không tự tin, thì Hoài vừa đem đến cái concept cho các chị mình đó là áo thun thêu hoa nha. Thì mã áo thun thêu hoa này cho em Hoài sẽ là A05 các chị ha. A05 là mã sản phẩm áo thun thêu hoa, mức giá gốc của sản phẩm này sẽ là 255.000 và trong livestream sẽ được giảm trực tiếp còn 179.000 ạ. Đây là hai cái concept cho em. Thì đối với cái màu xanh thì Hoài đang phối với các chị nhà mình đó là một cái chiếc túi hộp rất xinh ha. Đây là chiếc túi bên hông cho em này, một chiếc túi hộp màu trắng phối cùng để phù hợp với cái áo bên trong. Và đối với set này thì em nghĩ là mình nên đi với giày trắng các chị ha. Set màu xanh này thì mình sẽ đi với màu trắng nó sẽ đẹp ạ. Rồi các chị nhà mình cần quan tâm mẫu này hoặc là mình cần biết mã sản phẩm mình cứ comment nha. Hoài sẽ hỗ trợ mình ha. Em cảm ơn chị Mai Nguyễn rất là nhiều này, sản phẩm xinh quá. Nếu như chị yêu nào mà đang thấy sản phẩm xinh và đang yêu quý em, yêu quý nhà Mark và muốn nhận món quà phía sau tiếp theo để bọn em tặng cho tất cả các chị mình này, mình nhớ là chia sẻ livestream và comment tương tác cùng em thật nhiều nha. Em cảm ơn chị yêu rất là nhiều. Một trời ơi chị, bạn Lê Tuấn lại chọc em rồi. Đây bây giờ chào chị Lan thôi, Hoài đi ra nha. Để kiếm bạn Lan vào like cho tất cả các chị mình ha. Rồi các chị mình ơi, em cảm ơn chị Trần Minh Thùy rất nhiều. Mặc gì đúng rồi, mặc gì mà cái vest lên, khoác cái vest lên cũng thấy sang. Cái này là một cái quan điểm rất là đúng. Tại vì các chị nhà mình ha, ví dụ như bây giờ chị nào không thích mua nguyên set thì thôi mình lấy cho em Hoài mỗi chiếc áo vest đi. Đó các chị nhà mình, mua mỗi chiếc áo vest cho Hoài, chất sẽ là chất cô tông cao cấp nha, mềm mịn mát, đặc biệt là không nhăn không nhàu. Thì các chị nhà mình lấy cho em Hoài cái áo vest này này, mua màu đen, màu nâu hoặc là màu xanh, chỉ cần mặc một chiếc đầm hai dây hay là một chiếc đầm đi tiệc ở bên ngoài, sau đó mình khoác hờ cho em Hoài vest lên là đẹp các chị mình, là sang nha. Hoài thì áo vest rất là nhiều, cái này là em nói thiệt, trong tủ em Hoài phải là 5-6 chiếc áo vest, nên là em không có nói điêu các chị, em nhiều áo vest lắm luôn. Mà nhiều lúc em Hoài mặc Hoài ấy, bạn bè cứ hỏi là ủa sao mặc một chiếc vest. Thực ra không phải các chị, nó tương tự nhau chứ cũng không phải là em mặc một chiếc, nhưng mà em thích lắm, thấy cứ thấy vest là em sẽ mua. Tại vì vest á, mình sẽ có một cái cách mít đồ như này này, em Hoài sẽ hướng dẫn các chị mình một cái cách mít vest rất là đẹp nha. Đó là mình mặc cái áo vest như Hoài đang mặc thế này, xong mình gài vào luôn chị em, sử dụng một cái vest các chị mình, xong mình thắt ngang cái phần eo là sẽ theo một cái phong cách áo bên lung dạng vest rất là sang nha. Và có thể kết hợp cho em Hoài thêm mũ này, túi sách hoặc là đồng hồ, hoặc là mình mang thêm phụ kiện cho em Hoài vài chiếc bông tai nhỏ nhỏ xinh xinh thôi. Thì đối với cái set vest của Hoài đang mặc thì sẽ hợp với bông tai kiểu dạng khuyên các chị mình. Bông tai dạng khuyên trơn nha thì nó sẽ hợp hơn ha. Tại vì cái set này thì không có hợp với những cái bông tai mà kiểu hơi nữ tính hoặc là đá thì nó không có hợp lắm. Mình mặc cho em Hoài với cái túi mà khuyên kiểu kim loại các chị, bông tai kiểu khuyên kim loại sẽ rất là sang nha. Rồi Mark có mẫu này thì Mark có thêm màu đen các chị mình nhá. Ba màu giúp Hoài sẽ là đen xanh và nâu cam ạ. Nâu này cho em Hoài sẽ là nâu cam cam này. Thì rồi mẫu này nếu như chị nào mà cần tư vấn nữa mình cứ comment nha. Và cần em Hoài đọc lại mã sản phẩm cho các chị mình để mình chốt đơn này thì mình cứ comment giúp em Hoài. Đây mình ngắm lại cái set như Hoài đang mặc nhá, rất là sang luôn ạ. Mẫu này thì chị nào thấp bé nhẹ cân vẫn có thể mặc được cho em luôn. Hiện tại thì mẫu này mình đang có đầy đủ size nha. Từ 65 cân đổ lại là mình sẽ có size này. Thì Hoài đang tầm cho các chị mình đó là 1m6 và 47 cân. Thì em đang mặc size S của nhà Mark nha. Tại vì là người em thì khá là gầy ha. Rồi bây giờ Hoài sẽ đọc cho tất cả các chị mình lại cái set này nhá. Mình sẽ chốt từng sản phẩm riêng các chị mình nhá. Hôm nay em không có bán theo combo ha. Em Hoài không có bán theo combo nhá. Rồi áo vest cho em Hoài sẽ là AK1 các chị nhá. Áo vest sẽ là AK1. Mức giá giảm của em này từ 695.000. Em giảm trực tiếp còn 487.000. Vest thì có 3 màu đen,
nâu cam và màu xanh ạ. Áo bên trong Hoài đang mix với hai sản phẩm nha. Áo bên trong thì mình mix cho các chị mình chiếc áo dây Hoài đang mặc. Mã sản phẩm sẽ là A04 ạ. A04 từ 255.000 giảm trực tiếp còn 179.000. Chiếc áo thun bên trong bên này sẽ là áo thun tay dáng ngắn thêu hoa trực tiếp lên nền vải với chất liệu cho mình là cotton 95%, rất là đẹp, thấm hút mồ hôi, co giãn cực kỳ tốt nha. Em áo này cũng đang có mức giá là 255 và em giảm trực tiếp còn 179.000 ạ. Đây, quần thì các chị ngắm form quần giúp em. Chị nào mà theo thiên hướng công sở thì mình không cần mua nguyên set đâu. Mua cho Hoài chiếc quần tây này để phối với những mã sản phẩm áo sơ mi hay là phối những mã áo dây khác cũng được nha. Thì mã sản phẩm áo của quần của Hoài đang mặc sẽ là QA2 các chị ha. À, mẫu quần của Hoài đang mặc sẽ là QA2. QA2 có mức giá là 525.000 và giảm trực tiếp còn 368.000. Rồi các chị yêu ngắm lại cái form này cho Hoài một lần nữa này. Thì sau đó em chuẩn bị qua mẫu nha. Bây giờ thì 30 giây cuối cùng và em Hoài sẽ qua mẫu. Và đừng quên là các chị nhà mình chia sẻ livestream em thật nhiều đi ạ. Chia sẻ livestream để link tiếp tục vào tặng quà cho tất cả các chị mình này. Các chị mình có hóng quà mới không ạ? Chắc là bây giờ sẽ để link qua mẫu luôn các chị mình ha. Tại vì là em vẫn còn rất là nhiều sản phẩm phía sau. Và cách mix thì em đã hướng dẫn các chị mình rất là kỹ rồi. Nếu như chị nào đang ở trong livestream và mình có những cái cách mix khác, mình có thể là trao đổi cùng em Hoài ở trong livestream để mình tìm ra những cái cách mix đồ xinh hơn để các chị mình có thể ứng dụng được sản phẩm nhiều hơn nha. Bây giờ thì mời link qua một sản phẩm tiếp theo rất là dễ thương cho các chị luôn. Các chị hóng sản phẩm mới thì nhớ chia sẻ livestream thật nhiều ạ. Rồi, cảm ơn Hoài rất là nhiều. Và hôm nay các bạn thấy Linh có dễ thương không? Bây giờ mình sẽ tạo dáng để các bạn chụp vài vô hình đi ha. Rất là xinh luôn các bạn. Trời, Linh rất là thích đầm baby doll mấy bạn ơi. Bởi vì baby doll nó khiến cho Linh trẻ trung, dễ thương và che được rất nhiều khuyết điểm của Linh luôn. Và Linh chắc chắn luôn là mấy chị em của nhà mình ai cũng rất là có những cái tự ti về cơ thể nhất định, đúng không? Ví dụ vòng eo của mình không có được thon, hay là vòng ba của mình không có được tròn đầy, hay là vòng một của mình hình như nó không có được đầy đặn lắm thì phải. Thì mấy chị yên tâm, với một cái bé baby doll này sẽ giúp cho mấy chị giải quyết được những vấn đề đó luôn. Và đặc biệt là những cái chị nào mà đang có baby á, mình vẫn có thể mặc được những cái baby doll này nha mọi người. Bởi vì nó rất là xòe nè, nó xòe và nó che được cả cái bụng tròn của mấy chị luôn. Cho nên chị nào mà đang có baby á thì cũng hãy tự tin lên. Và em chắc chắn là mấy chị có baby sẽ rất là thoải mái khi mặc cái bộ váy này ha. Tại vì như em nè, em cũng thấy rất là thích luôn, rất là dễ thương. Đây sẽ phù hợp cho mấy chị đi làm cũng được này, đi cà phê, đi dạo phố, đi chơi. Thậm chí là em nghĩ cái bộ này mà mình tới nhà bạn trai chơi nó cũng hợp lý nữa mấy chị, bởi nó kín đáo và nó dễ thương. Tự nhiên cái cô chú nhìn mình cái thích liền à. Tại nhìn giống con gái của mấy cô chú á, tại nhìn khi nào cũng bé bỏng dễ thương hết. Và Linh rất là thích những cái bộ váy như thế này ha. Trời ơi, khi em nhìn vào đây em thấy em cũng xinh quá chứ bộ ha mọi người. Cho nên em nghĩ là cái bộ váy này nó rất là phù hợp cho mấy chị em nào mà thích sự trẻ trung, năng động, thoải mái. Trời ơi, mình không có phải là phải hóp bụng, không có cần phải là phải gồng mình, phải tạo dáng, phải ưỡn ngực, phải hóp mông này kia các kiểu, hóp bụng này các kiểu ha. Bởi vì khi mặc vào các chị sẽ thấy một cái sự thoải mái nhất định và nó rất là dễ thương, tôn lên được cái sự năng động này, tôn lên được cái gì đó nó rất là trẻ trung, hắc tuổi đó mấy chị ha. Đó, và cái tay phồng. Đối với cái tay phồng này nó làm cho mình có cái cảm giác rất là xinh xắn, cổ điển luôn ha. Cái tay phồng này cảm giác cổ điển với cái cổ vuông như thế này rất là đẹp mà. Cổ vuông như thế này rất là xinh và có thể lộ được cái xương quai xanh của mấy chị rất là xinh xắn. Mặc dù vẫn rất là kín đáo nhưng vẫn lộ được những cái xương quai xanh này rất là xinh đẹp và nữ tính của một người con gái. Và với mấy chị nào mà thích một cái sự đơn điệu, thích một cái gì đó nó basic, đơn giản, sang trọng thì chúng ta có màu đen trơn nè, đen tuyền luôn. Và bên cạnh đó thì sẽ có một cái màu rất là xinh xắn nữa. Lúc nãy em nghĩ là tại sao em không mặc cái màu đó ta, nhưng bây giờ em dơ lên thì em sẽ cho mấy chị thấy được là nó xinh lắm. Đó chính là màu hồng. Đây em sẽ cho mấy chị xem. Đây là màu hồng nè. Đây là hai cái màu mà đơn giản, không có hoa gì ở trên hết, không có họa tiết gì ở trên, làm hai cái màu mà basic mà mấy chị có thể diện đi bất cứ nơi nào mấy chị muốn luôn, đi làm cũng được, đi văn phòng hay là đi chơi, đi du lịch thoải mái luôn ha mấy chị. Mặc đi sống ảo thì càng tốt luôn nha. Đây màu hồng này rất là xinh luôn á mấy chị này, em ướm vào cho mấy chị xem. Đó, màu hồng này thì càng trẻ trung hơn nữa ha. Màu hồng này rất là dễ thương luôn á. Chị nào mà có nhà có bé gái á, thì cũng có thể mua cho bé gái mặc luôn, mua cho con gái mình mặc luôn ha.
Rồi và bên cạnh đây, chỗ cái màu này nó vintage, nó xinh khủng khiếp luôn mấy chị. Cái hoa nhí này em không biết là mấy chị nhìn trên hình có thấy rõ không, nhưng cái hoa nhí này nó rất là xinh luôn. Em sẽ cho mấy chị xem một cái màu nữa nha mấy chị nha. Đây, hai cái màu hoa nhí này nó cưng lắm luôn á, không diễn tả được nó cưng như thế nào cho mấy chị luôn. Nhưng mà em thì em rất là thích cái màu này nha. Em cực kỳ thích cái này, ở ngoài nó cứ như một cái bức tranh vẽ vậy mọi người. Cái hoa nó in lên là như bức tranh vẽ luôn á. Đây còn cái bông hoa này màu xanh rất là xinh nè. Mấy cái này mấy chị có thể đi chụp hình cà phê sống ảo hoặc là đi biển là quá xinh luôn. Cái này mình mua để dành đi biển là đẹp ra nha mấy chị, mà mình đi chơi cũng được luôn, không sao hết ha. Rồi những cái túi, trời ơi, cái túi cối kết hợp quá dễ thương luôn nha. Mấy cái túi này các chị có thể chọn những cái túi nào nó nhỏ gọn giùm em. Mình không nên với những cái thiết kế mà nó xinh xắn, nó trẻ trung năng động như thế này. Mấy chị chọn giúp em những cái thiết kế túi nào mà nó nhỏ gọn đơn giản thôi, và ưu tiên những cái túi cối như thế này. Những cái túi mà nó vintage và nó cảm giác handmade á, là mọi người nên chọn cái túi này giùm em nha. Rồi có thể kết hợp với một cái nón cối rất là xinh xắn. Và với chiếc đầm baby doll dáng suông này là đầm baby doll này có mã là DA1 nha mấy chị ha. DA1 kèm với lại số điện thoại giùm em. Váy này có giá là 695.000. Giá niêm yết của nó là 695.000. Ngày hôm nay sale còn bao nhiêu ạ? Sale chỉ còn 487.000 thôi mấy chị ơi. Và chất liệu vải thì rất là xinh, chất liệu vải rất là mát, rất là mượt luôn nha. Mấy chị yên tâm là cái này nó không có bị nhăn lắm đâu mấy chị ha. Ví dụ như mình giặt máy giặt xong á, mình cố gắng là mình rũ cho nó thẳng ra, rồi xong mình phơi lên thì nó sẽ không có tạo độ nhăn rất là nhiều đâu. Bởi vì cái vải này nó khá mềm và mỏng, chứ nó không có bị dày bị thô để cho mấy chị phải giặt đồ xong nó bị thô. Nhưng mà mấy chị có thể xả nước, xả vải giùm em để nó mềm hơn. Em rất tự tin về cái chất liệu vải này cho mấy chị luôn, nó không có bị nhăn đâu nha mấy chị ha. Rồi cho nên là một cái sản phẩm như thế này á, thì sẽ rất là phù hợp cho những chị nào mà yêu thích sự trẻ trung năng động dễ thương nè. Đó, cưng quá trời cưng luôn. Rồi em sẽ đọc comment nha. Rồi em thấy tắt tên quá trời tắt tên luôn kìa mấy chị ơi. Rồi mấy chị share livestream giúp em đi ạ. Bởi vì tí nữa nếu như mà đủ lượt share thì bên em sẽ tiếp tục tặng quà cho mấy chị ha. Hôm nay quà không có thiếu, chỉ thiếu là thiếu lượt share thôi, cho nên mấy chị yên tâm ha. Cảm ơn chị Lê Hằng nè. Rồi có bạn này tắt tên bạn Anh Đào vô chơi mini game nha. Ok. Nói chung mọi người vào đây chơi rất là nhiều luôn. Trời, em thấy tắt tên rất là nhiều ha. Rồi mấy chị ơi, mấy chị cố gắng chơi nhiệt tình vô nha. Chơi nhiệt tình vô để tí nữa mà mình có quà tặng á thì mấy chị được nhận nha. Rồi không biết chị nào có thắc mắc gì không nè. Chị nào có thắc mắc gì thì comment cho em Linh biết để em Linh giải đáp cho mấy chị nha. Váy xinh nè, cảm ơn Phạm Nguyên. Nói chung là mấy chị khen váy rất là xinh luôn ha. Rồi và đầm baby doll này có mã là DA1 là 695.000. Hôm nay mình giảm còn 487.000 thôi mấy chị ơi, rất là xinh luôn. Chúng ta có 4 màu tổng cộng ha. Mình có màu đen nè, màu hồng nè, rồi hai màu hoa nhí như thế này, rất là xinh luôn, vintage lắm luôn á. Cho nên là mấy chị nào mà thích thì cố gắng hôm nay mình săn về đi, chứ không để qua được rồi hết cái livestream này rồi á thì em không có biết là giá nó có còn được giảm hay không nha mấy chị ơi. Xin giá rồi giá của sản phẩm này Linh vừa mới đọc luôn ha mọi người ha. Giá của tất cả những sản phẩm mà Linh treo trên Maracan này cũng như Linh đang diện luôn là có giá là 695.000, nhưng ngày hôm nay các bạn mua đặt trong livestream này thì có giá chỉ có 487.000 thôi. Mấy chị đặt với cú pháp như thế nào ạ? Chỉ cần đặt với cú pháp đó là DA1 kèm với số điện thoại thôi nha mấy chị. DA1 kèm với số điện thoại thì ngày mai nhân viên ở bên công ty sẽ gọi điện để mà tư vấn từ A tới Z cho mấy chị, nên mấy chị yên tâm ha. Rồi, mấy chị comment nhiều lên nha. Và bây giờ thì sẽ không để mấy chị chờ lâu nữa. Bây giờ sẽ là một cái set đồ hoàn toàn mới đến từ An Hòa. Trời xinh quá. Nhường sân khấu lại cho An Hòa nha.
Đây, một chiếc đầm rất là xinh cho tất cả các chị mình đây ạ. Có chị nào muốn sở hữu ngay cái em đầm dáng baby doll dễ thương này cô chị ơi. Và có chị nào muốn nhận được quà không ạ? Bây giờ các chị nhà mình, chị nào muốn nhận được quà này chia sẻ livestream cho Hoài đi. Và lượt chia sẻ của mình hiện tại đang là bao nhiêu đó các chị yêu nha. Hoài sẽ kiểm tra lượt chia sẻ của các chị mình ạ. Các chị mình lượt xem các chị mình đang rất là cao và chỉ cần mỗi chị thêm một lượt chia sẻ thôi là Hoài đã có thể tặng sản phẩm rồi. Có chị nào đang muốn nhận được món quà của em đang mộng ạ? Nếu như mà lượt chia sẻ ok Hoài tặng luôn nha. Còn không thì quà phía sau còn rất là nhiều. Bây giờ lượt chia sẻ của mình đang là mới có 250 lượt chia sẻ rồi các chị yêu ơi. Tương tác và chia sẻ cho em thật nhiều đi ạ. Mỗi chị thêm trên Hoài một lượt chia sẻ đi. Chỉ cần tăng lên trên Hoài là 400 lượt chia sẻ nha. 400 lượt chia sẻ thì Hoài sẽ bắt đầu tiếp tục tặng quà cho chị nhá. Đây một chiếc đầm rất là cưng, dễ thương cực kỳ luôn các chị nhá. Cái đầm này mà hôm nay hỏng chốt là phí lắm. Chị nào đang cần một chiếc đầm đi chơi này, đi dạo phố này, mặc ở nhà hay là kể cả là mình mặc đi du lịch, đi biển trên ngoài, thế mày phải sắm ngay cái em này với cái màu sắc siêu tuyệt vời. Có các chị mình xem giúp em, chỗ cái màu vàng rất là cưng cho tất cả chị mình nha. Em này mình sẽ có tới tận 3 màu để các chị săn luôn. Và hiện tại thì bây giờ này, các chị mình nhá, nếu như bình thường các chị mình mặc đi chơi hàng ngày, đi dạo phố hay là kể cả bình thường mình đổi gió đấy, mình ở nhà mình thay đổi cái sản phẩm này, mặc cho chồng con mình ngắm, mặc cho bố mẹ mình ngắm này, ở nhà cũng phải xinh mà các chị ha. Thì cái set này em đang phối các chị nhà mình đó là một chiếc túi cói rất là dễ thương. Thì sản phẩm này hiện tại mã sản phẩm của em là DA2 các chị nha. Túi thì ngoài không có bán nha. Em bán đầm, đầm này sẽ là chất liệu đũi lên hai lớp đũi phối ren các chị. Có 3 màu giúp Hoài đó là màu vàng này, màu trắng này và màu đen. Mức giá của đầm này đang là DA2 có mức giá là 592.000 và đang giảm trực tiếp còn 417.000 các chị mình nha. 417.000 sản phẩm này và đang có đầy đủ size ạ. Em Hoài quay phía sau các chị xem này. Một chiếc đầm rất dễ thương và cái đầm này thường là nó vui là cái đầm bao dung. Có nghĩa là sao ạ? Che khuyết điểm hoàn toàn luôn, mỡ bụng bắp tay che hoàn toàn luôn. Bây giờ các chị nhà mình có muốn em Hoài đưa các chị mình đi du lịch không ạ? Bây giờ Hoài sẽ phối với các chị nhà mình một vài cái sản phẩm nha. Là mình sẽ thấy là em đi biển ngay, đi chơi Sapa, đi chơi Đà Lạt ngay luôn các chị ơi. Đây chỉ cần phối cho Hoài một chiếc mũ rất là xinh thôi là mình đã có ngay một cái concept tiểu thư rồi. Đây vừa tiểu thư này, vừa nhẹ nhàng này, vừa nữ tính này, để có thể chụp một những bộ ảnh rất là xinh rồi. Và cả mình có thể lưu lại những cái kỷ niệm của mình bằng những cái sản phẩm của MAC nha. Và đầm hôm nay mức giá trên Hoài quá mềm, em sẽ giới thiệu luôn các sản phẩm này cho tất cả chị. Mình sẽ có thêm màu đen nha. Em này mình sẽ có 3 màu ạ. Đây là những cái tông màu rất là dễ mặc. Bên màu vàng thì Hoài đang phối các chị nhà mình đó là một cái chiếc túi, đó là một cái chiếc túi màu trắng hoa, họa cúc, có cúc họa mi rất là xinh luôn nhá. Thì giày này đối với cái mẫu này thì mình nên phối cho em Hoài, thứ nhất là giày dây các chị ha, giày cao gót, dép lê, dép bệt hay là kể cả giày bata mình cũng có thể mặc với cái váy đầm này. Em đầm này thì thật sự là một cái sản phẩm rất là dễ phối, chỉ có 417 các chị mình sở hữu ngay chiếc đầm này. Thì tại sao không lên đơn các chị nhỉ? 65 cân đổ xuống cho em Hoài là sẽ có size đầm này ạ. 65 cân đổ xuống là mình sẽ có size nha, SML đầy đủ các chị luôn. Ngắm cái form đầm trên Hoài, cái mã DA2 này quá đẹp các chị. Và đừng quên là nếu như mình muốn nhận được cái mẫu đầm của Hoài đang mặc với giá 0 đồng thì mình chia sẻ livestream cho thật nhiều nha. Chia sẻ livestream này, tag bạn bè vào xem livestream cùng em đi ạ. Chỉ cần lượt chia sẻ của mình tăng thì Hoài sẽ tặng các chị mình trong cái livestream ngày mai sản phẩm đầm nha. Hiện tại là lượt chia sẻ của mình đang là 266 rồi và các chị nhà mình tiếp tục tag 3 người bạn vào và chia sẻ livestream tiếp tục cho Hoài đi các chị yêu. Tại vì quà em hôm nay có rất là nhiều mà đầu live giờ mới tặng được một sản phẩm quà. Rất là buồn luôn nên muốn tặng thêm cho tất cả chị mình nha. Ít nhất hôm nay sếp kêu là ít nhất là các em nhà mình cứ tặng cho sếp là 4 món quà đi, 4 chiếc váy hay là 4 concept cho các chị mình, là mình cứ chia sẻ nhiệt tình cho Hoài, đảm bảo là sẽ không bao giờ làm các chị mình thất vọng đâu nha. Rồi các chị mình ngắm cái form đầm giúp Hoài. Form này thì sẽ là phần cổ V bản bự các chị mình nhá, phối ren này. Phần cho em Hoài sẽ là phần đuôi cá phía dưới, tay cho em sẽ là tay dáng bồng. Thì như em Hoài đã nói rồi thì cái mẫu này che khuyết điểm rất là ok luôn. Đối với sản phẩm này là cực kỳ che khuyết điểm tốt cho các chị mình nha. Chị nào mà tầm ví dụ như bụng của mình có bầu, kiểu như là bụng mình đang mang có em bé chẳng hạn, thì mình cũng có thể bon chen được đầm này cho em Hoài. Tại vì sao? Cái phần em đầm này cái phần eo nó rất là rộng và các chị mình tầm eo 100+ mình vẫn có thể mặc được, hay là mình đang có em bé mình mặc đầm này cũng rất là thoải mái nha. Và đối với cái thời tiết mùa hè như thế này, nóng nực này, mang những cái đầm baby doll hay là những đầm form suông là sự lựa chọn tốt nhất cho tất cả các chị mình. Nhiều chị hỏi là da ngâm thì mặc mẫu nào em? Chị yêu ơi, đối với sản phẩm này thì da ngâm các chị mình có thể mặc cho Hoài màu trắng, màu đen và màu vàng đều được nha. Tại vì cái màu này không phải là màu trắng xanh mà em Hoài lên các chị nhà mình đó là màu trắng sữa. Thì em này không có kén da kén dáng nữa các chị. Mẫu này cho em Hoài chỉ có 417.000 thôi chị yêu nha. Chốt đơn liền tay cho em các chị yêu ơi, bằng cách lên mã sẽ là DA2 kèm size. Chốt ngay với mức giá sẽ là 417.000 ạ. Rồi các chị nhà mình nhớ là tag bạn bè vào xem livestream cùng Hoài đi nha. Các
bạn bè vào xem livestream, em kiểm tra lại lượt chia sẻ các chị mình thêm một lần này. Lượt chia sẻ của các chị nhà mình hiện tại là đang là bao nhiêu đây? Rồi lượt chia sẻ của mình là 271 rồi. Lượt chia sẻ vẫn tiếp tục tăng này. Mình chia sẻ livestream cho Hoài thật nhiều đi ạ. Chỉ cần lượt chia sẻ tăng này sẽ tiếp tục lên cho các chị mình những cái mã sản phẩm mới nha. Và nếu như mà các chị nhà mình thích xinh xinh dễ thương như Hoài thì phối cho em Hoài cái túi, những cái túi cói cưng cưng này. Em thì thích phối túi cói tại vì em cực kỳ ghiền là đồ cói luôn. Hay là những cái form đầm vintage như thế này là Hoài rất là ghiền, tại vì là mặc dễ này, cứ năm này qua năm khác không bao giờ bị lỗi mốt. Và cái form đầm này che khuyết điểm cũng rất là ok. Ví dụ như mình đi chơi mình có lỡ ăn no một xíu, hay là mình có hôm nào mà mình không muốn đi cao gót này, mình muốn đi những cái đôi giày mà những cái concept thoải mái, thì mình nên lựa những cái form đầm này. Tại vì em đang phối cho các chị nhà mình một cái đôi giày khá là thấp thôi nha, nhưng mà nhìn lên rất là cưng này, không có cần mang cao gót cầu kỳ đâu. Kể cả là em này mình mang cho Hoài một cái đôi giày bata thôi cũng xinh nha. Rồi chị yêu nào quan tâm đầm này, bây giờ mình chốt cho em Hoài thêm 1 phút nữa nhá. 1 phút để chốt DA2, sau đó thì Hoài sẽ qua mẫu nha. DA2 kèm màu kèm loại cho em Hoài với mức giá sẽ là 419.000, đã là mức giá giảm các chị nhá. Tại vì đầm này có giá gốc chị em Hoài tới là 595.000 lận. Và các chị nào muốn chơi mini game này mình cứ chia sẻ livestream cho Hoài đi ạ. Mini game của mình vẫn còn phía sau và lượt chia sẻ của em các chị nhà mình hiện tại là vẫn mới có 272 lượt chia sẻ thôi. Thì phải lên trên Hoài 400 lượt chia sẻ Hoài mới có thể chơi mini game được nha. Chị nào mà muốn nhận quà là hôm nay phải chia sẻ livestream cho em thật nhiều. Nếu như chị nào thích nhận được cái đầm của Hoài đang mặc thì chia sẻ mạnh tay cho em đi ạ. Em tặng luôn đầm đang mặc nha. Nếu như muốn nhận được đầm Hoài đang mặc thì cứ chia sẻ livestream cho em Hoài đi. Khi nào lượt chia sẻ của mình 400 Hoài bốc sản phẩm ra tặng bất kỳ cho các chị mình luôn. Không có phân biệt giá nào, giá thành sản phẩm cao hay thấp, Hoài tặng luôn sản phẩm đang mặc nha. Nên là các chị nhà mình cứ chia sẻ thật là nhiệt tình cho em. Rồi ok, bây giờ thì mình sẽ còn 30 giây cuối các chị nhá. 30 giây cuối để chốt cho Hoài mã sản phẩm này và em tiếp tục để link qua mẫu. Tại vì thực ra cái đầm này thì rất là dễ mặc đồ, không có khó phối đồ nên Hoài không có tư vấn quá nhiều nha. Và cái chất này cho em Hoài đầm 2 lớp lên chất liệu cho mình là đũi mịn các chị ha. Đũi thì rất là mát này, đặc biệt là cũng không có nhăn nhiều và khi mình giặt thì nó không có bị rút vải hay là bị khô vải các chị ha. Đầm này thì rất là dễ mặc nên là các chị nhà mình nhìn thôi là cũng đã biết là cách phối rồi, nên là Hoài không có đi sâu vào sản phẩm. Đối với những cái concept hay là những cái mã sản phẩm mà các chị nhà mình mặc khó mặc hơn thì Hoài sẽ tư vấn kỹ nha. Còn riêng đầm này thì em chỉ tư vấn xương xương với các chị nhà mình ha. Còn chị nào mà cứ quan tâm mẫu đầm này thì cứ lên mã cho em Hoài sẽ là DA2 kèm thoại là được. Em thấy các chị nhà mình vẫn đang tác bạn bè rất là nhiệt tình này vào xem livestream này. Các chị mình nhớ hỗ trợ Hoài thật nhiều để mình tiếp tục cái chương trình mini game nha. Bây giờ thì Hoài sẽ bắt đầu mời Linh qua mẫu nhá. Các chị mình có hóng sản phẩm mới tiếp theo ạ, rất là xinh. Và tiếp theo sẽ còn tặng quà đấy ạ. Mình nhớ chia sẻ livestream cho em thật nhiều nhá. Đó, ok. Bây giờ thì sẽ mời Linh qua mẫu ha. Rồi mọi người ơi, Linh sẽ trở lại ngay đây. Rồi, chờ Linh xíu nha. Sao mọi người thấy Linh hôm nay có xinh không ạ? Sexy không ạ? Đó, kính đáo nhưng mà vẫn sexy đúng không ạ? Linh là một cái tín đồ của crop top. Tuy nhiên thì trước đây Linh thường diện những cái bộ crop top đó là nó sẽ kiểu một là sẽ ôm hết luôn mọi người, ôm body luôn. Hai là nó sẽ dạng như crop top lộng. Và ngày hôm nay nhà mát đã cho một cái mẫu crop top mà khiến Linh rất là thích thú, đó là nó vừa kết hợp giữa cái việc đó là ôm eo nhưng vẫn phồng phồng như thế này, rất là đẹp ha mọi người ha. Tay phồng này được một cái lợi thế khi mà vì những cái áo mà có tay dài phồng đó là các bạn có thể che được khuyết điểm bắp tay to này, bắp tay mỡ của mình này, cầu vai nhỏ, cầu vai to gì che được hết ha. Và chỉ lộ ra cho các bạn đó là cái phần eo. Tuy nhiên cái phần eo này đối với crop top này phù hợp cho những cái chị nào mà có phần eo cũng ổn định chút xíu ha. Còn ví dụ nếu như mấy chị mà sợ lộ vòng eo quá thì chắc chắn cái này nó sẽ phải lộ rồi ha mấy chị ha. Nhưng mà có một cái rất là đẹp đây, ở đây Linh sẽ giới thiệu cho mấy chị. Đây là một cái dây nơ mà chúng ta có thể thắt chéo như thế này ra, cột ra phía sau ha. Ví dụ ở phía sau này em Linh cột phía sau như thế này ha mấy chị. Tuy nhiên thì nếu như để không nhàm chán và không lập khuôn, mấy chị có thể cột lên đường trước luôn, vẫn được ha, vẫn xinh xắn bình thường. Và cái dây này á, nó giúp cho mấy chị là thắt cái vòng eo lại cho nó xinh hơn và tạo cảm giác xinh này, độc lạ ha mấy chị ha. Rồi kết hợp với một cái chiếc váy chữ A xếp ly rất là xinh và độc đáo ha. Bình thường Linh thấy cái sự xếp ly á, thì sẽ xòe. Đây là một cái sự xếp ly ôm tới đây, xong rồi xòe ở dưới đây tạo cảm giác cái eo của mình nó nhỏ ghê luôn mấy chị. Lúc nãy em chụp hình rồi em thấy eo rất là đẹp luôn. Bây giờ em sẽ xoay một vòng cho mấy chị xem ha. Đây. Đó.
Đẹp không mấy chị? Rất đẹp đúng không? Em rất là tự tin khi em diện cái bộ đồ này. Mặc dù cái vòng eo của em đôi khi nó cũng phải là không phải là nó lép lắm đâu mọi người. Nó vẫn có những cái ngấn mở. Tuy nhiên thì khi diện những cái trong váy này á, bởi vì cái cách thiết kế rất là đứng form, cho nên nó là cũng rất là che đi cái khuyết điểm luôn. Và đặc biệt là với cái áo này á, nó quá xinh luôn. Cái áo này thật sự em để em coi trong hình coi em có xinh thiệt sự không hay là em tự khen em nha. Rất xinh nha mấy chị ơi. Rồi chúng ta có bao nhiêu màu áo? Chúng ta sẽ có hai màu áo. Một là màu áo cam gạch như thế này nha mọi người. Hai là một cái màu áo min bạc hà như thế này, rất là xinh luôn. Em rất là thích màu này nha. Màu này lạ nha, nhã nhặn nha mọi người. Hôm nay em thùy mị không mấy chị? Đó, rất là xinh xắn. Và với cái mã áo này là mã áo A07 nha mấy chị nha. Giá của nó đó là 455.000 ngày hôm nay. Mấy chị đặt trên line này chỉ còn là 319.000 thôi. Các chị đã được giảm tới 30% rồi nha mấy chị. Cố gắng share livestream cho em, tí nữa em sẽ tặng quà cho mấy chị. Nãy giờ em thấy không khí có vẻ trầm xuống rồi, cho nên em quyết định em sẽ tặng quà. Và tặng quà gì mấy chị? Tặng cái chân váy này. Đối với cái chiếc crop top này mấy chị có thể được kết hợp với rất là nhiều kiểu quần luôn và kiểu váy luôn. Cái này đó là quần váy, nó không có phải là cái váy nha mấy chị, nhìn vậy thôi đó lừa mấy chị tin đúng không? Đây, nó là một cái quần nha mấy chị nha. Một cái quần xòe như thế này, cho nên là tạo cảm giác là mấy chị mặc vẫn thoải mái, nhưng mà nó là cái quần nên yên tâm. Nó không phải váy đâu, không có bị tóc váy lên đâu mấy chị, yên tâm nha. Rồi, em sẽ giới thiệu qua cái mẫu váy váy quần này, quần váy này chứ. Nó rất độc đáo nha mấy chị nha. Mấy chị thấy cái bảng này đem nó giống như một cái corset vậy mấy chị. Để mà bó cái bụng mình lại, mấy chị có biết cái corset mà bình thường mọi người hay mặc để bó cái bụng để tạo cái điểm nhấn eo không? Chính nó đây các bạn. Và ở ngay đây nó có một cái thanh nè, cái thanh định hình nè, được cái có cái thanh định hình luôn nha mấy chị, để cho nó không có bị gấp lại. Và khi mấy chị mặc á, cái vòng eo của mấy chị được bó sát luôn và được hắt cái vòng eo của mấy chị luôn. Mấy chị không có cần là phải lo là của mặc cái này nó có bị lộ ngấn bụng không. Em tự tin nếu mấy chị, nếu như cái ngấn của mấy chị không có to quá đó, cái bụng mấy chị không có bị to quá, thì đảm bảo luôn cái này nó hắt dáng cho mấy chị cực kỳ luôn. Em rất là thích cái form này và em nghĩ là em rất rất yêu thích nó và em sẽ phải săn nó về nhà. Bởi vì sao? Em rất là thích được lộ vòng eo ấy chị ơi. Tại vì ngày xưa á, em tròn lắm, cho nên điều khao khát của em là sau này khi mà eo của em nó nhỏ nhỏ xuống rồi, em phải lựa những cái thiết kế nào mà tôn được vòng eo của em, để hả em diện ra cho mọi người thấy đó, em cũng có eo chứ bộ. Đó kiểu như vậy đó mấy chị. Và sự kết hợp giữa cái chiếc crop top này cộng với lại cái quần váy này cũng rất là đẹp. Mà cái crop top này mình cũng có thể diện với những cái chân váy chữ A đẹp luôn, bó sát đẹp luôn, quần rin ống rộng được luôn, quần rin ôm được luôn, quần đùi rin được luôn nha mấy chị. Rất là dễ phối đồ với crop top, rất là dễ phối đồ, cho nên mấy chị yên tâm. Và em sẽ nói về cái màu sắc của cái chiếc váy em đang mặc trước nha. Chúng ta có hai màu mấy chị ơi. Đây, một cái màu mà màu kem nha, không phải màu trắng đâu nha mấy chị. Màu em đang mặc là màu kem. Và màu này là màu cam gạch. Trời ơi, cái màu cam gạch bên này em nói xuất sắc luôn á, xuất sắc luôn á mọi người, không chê vào đâu được luôn. Đó, và với chân váy này thì mấy chị hãy comment giúp em là VA4. Chân váy này có giá là 455.000, giảm còn 319.000 chỉ trong livestream ngày hôm nay. Mấy chị tranh thủ đặt giùm em VA4 kèm với số điện thoại. Ngày mai nhân viên sẽ gọi điện chốt đơn cho mấy chị, tư vấn từ A tới Z về màu sắc, về size, số, về tất cả mọi thứ mà mấy chị thắc mắc ha. Rồi, cái chân váy này, cái quần váy này sẽ có bao nhiêu màu? Chúng ta cũng sẽ có hai màu nha mấy chị ơi. Đây, một cái màu, đây cũng là một cái màu cam, nhưng cái màu cam này nó đậm hơn cái màu cam lúc nãy nha mấy chị nha. Màu cam này nó rất là sang và mặc lên nó rất là tôn dáng nha mấy chị, rất là trắng da luôn. Chúng ta có một màu cam đậm và một cái màu đen. Thì bây giờ bây giờ em sẽ coi được mình có bao nhiêu lượt xe rồi, em sẽ cho mấy chị chơi vào chơi nha. Đâu, 279 lượt xe, bây giờ lên cho em 300 lượt xe đi. Chỉ có mười mấy lượt, hai mấy lượt xe, không lẽ không được đúng không mấy chị? Lên 300 lượt xe thì em sẽ cho mấy chị chơi trò chơi luôn nha. Lên 300 lượt xe em sẽ đọc cái mã cho mấy chị comment, để mấy chị biết, để mấy chị comment cho nó chính xác nha. Rồi, lên 300 lượt xe đi mấy chị ơi. Đây là sự kết hợp hoàn hảo của một chiếc crop top và một cái trong váy mà có cái corset sẵn luôn á mấy chị. Không cần phải tốn tiền mua thêm cái corset để hắt cái vòng eo của mình nữa ha mấy chị. Rồi, với những cái thiết kế này mấy chị có thể đeo cho em những cái chiếc túi basic như thế này ha, nhẹ nhàng dễ thương như thế này đó.
À, cái này nó vừa có sự tinh nghịch cá tính và vừa dễ thương luôn nha. À, nó cũng có sự nữ tính trong đó chứ không phải là không nữ tính nha mấy chị ơi. À, cái này thì em đảm bảo mấy chị rất là thời trang luôn, và chắc chắn luôn mà những cái người nào mà đó giờ không có được bạn bè khen là ôi sao mặc đồ đẹp, những người mà trước giờ chưa bao giờ được người ta khen về cái phong cách á, thì hôm nay sắm cho em một cái bộ đồ như thế này đi, chắc chắn sẽ được khen. Ui, vừa tinh tế, vừa hiện đại, vừa có cái gì đó nó rất là kiểu fashion nữa. Cho nên mấy chị hãy cố gắng, cố gắng, cố gắng nha. Rồi em coi thử lên 300 chưa, là để em cho mấy chị chơi giờ chơi nào. Lên 300 đi mấy chị ơi, lên 300 đi nào. Chưa được 300 nha. Chưa được 300 nha mọi người. Rồi, bây giờ lên 300 thì sẽ... Rồi, còn 3 lượt xe nữa thôi là sẽ được 300 mấy chị ơi. 3 lượt xe nữa thôi là sẽ được 300. Và 3 lượt xe nữa em sẽ cho mấy chị chơi và chơi. Trời ơi, hôm nay em chơi lớn mấy chị luôn nha. Em tặng chiếc váy này là... Chiếc váy này em sẽ đọc luôn. Chiếc quần này em sẽ đọc giá luôn cho mấy chị hết hồn. 495.000 ngày hôm nay sale còn 300. Ngày hôm nay sale còn 347.000. Và chiếc váy này các bạn đang được tặng không luôn á. Tặng không 500.000 luôn mọi người. Tức không? Đó, được 300 chưa? Để em coi, check coi. Ba trăm chưa ta? Rồi, 309 lượt xe, bắt đầu chơi chơi. Rồi, bây giờ hãy comment giúp em là quần xinh. Quần xinh kèm với tag tên ba người bạn nha mấy chị ơi. Quần xinh, em sẽ xem thử ai là người may mắn ngày hôm nay nha. Quần xinh tag tên ít nhất ba người bạn nha. Ai đã share livestream mới được tính, còn share livestream, không share livestream mà có tag tên 10 người bạn thì em cũng không tính luôn. Rồi, quần xinh nha mấy chị ơi. Quần xinh. Quần xinh nha mấy chị ơi, quần xinh kèm tắt tên ba người bạn giùm em. Quần xinh tắt tên ba người bạn nào. Mấy chị lẹ tay lẹ chân đi chứ không để cơ hội vụt mất trong tầm tay nha mấy chị. Đâu em thấy mấy chị, wow, mấy chị bắt đầu comment rất là nhiệt tình rồi. Tiếp tục đi em mấy chị nha, tiếp tục nha. Em sẽ cho mấy chị một phút thôi, bây giờ em sẽ tăng tốc độ. À, một phút nữa là em sẽ đọc ngay kết quả cho mấy chị luôn, comment lẹ lên. Mấy chị phải comment thường xuyên, comment nhiều. Thì khi em Linh đụng tay vào đâu á, thì người đó sẽ được trúng giải nha mấy chị. Cố gắng lên nào, share livestream nè. Rồi mình comment thật là nhiều giúp em ha. Rồi em thấy mấy chị comment quá trời comment luôn. Rồi bây giờ em sẽ đếm tới 5 nha. Em sẽ đếm tới 5 nha mấy chị. Em sẽ đếm tới 5 nè mấy chị nè. Comment trong 5 giây đi nè. Em sẽ chọn đó nha. 5 4 3 2 1 Đây. Đây là Tô hát chung. Em không biết này là nam hay nữ nha. Nhưng mà ở đây, 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 đây. Tôi hát chung đâu rồi? À, rồi bên ekip check dùm em là cái nick tôi hát chung nha mọi người ơi. Rồi, chúc mừng tôi hát chung đã được một cái phần quà nha mọi người. Để em phải check lại cho chính xác. Chị tôi hát chung ơi hay là anh tôi hát chung, hãy comment lại cho em để xem em kiểm tra thử là đã share chưa. Để em có thể tặng quà tới cho mọi người nha. Rồi, trời ơi, ai mà may mắn quá thật sự luôn. Em, thật sự em mà là người chơi em sẽ comment cho nát nước luôn để em được nhận chiếc quần này ha mọi người. Rồi tiếp tục đi mọi người. Bây giờ thì em sẽ đọc lại cái giá sản phẩm ha. Rồi tí nữa chị Tô Hát Trung hãy liên hệ với lại ekip để được nhận quà nha mấy chị. Còn bây giờ thì em sẽ đọc lại giá của sản phẩm. Áo crop top em đang mặc có mã là A04, 455k, giảm ngày hôm nay chỉ còn 319.000 thôi. Và chân váy này nha, chân váy này là VA4, có giá là 455.000, ngày hôm nay chúng ta giảm còn có 319.000 thôi. Và với cái quần đặc biệt như thế này,
có mã là QA3 có giá là 495.000, ngày hôm nay giảm còn 347.000. Và cảm ơn mấy chị nãy giờ đã nhiệt tình chơi và chơi với em, và bây giờ em sẽ nhường sân khấu lại cho Hoài để Hoài có thể lên một cái item mới dễ thương lắm mọi người ha. Rồi xin mời Hoài ha. Rồi bây giờ Hoài sẽ tiếp tục qua một chiếc đầm 10 cho các chị mình ạ. Nãy giờ lên xếp nhiều này thì tiếp tục sẽ xem kẽ đầm giữa tất cả các chị mình nha. Đầm này mã sản phẩm cho Hoài sẽ là DA3 các chị mình nha. DA3 đang có mức giá gốc cho Hoài sẽ là 595.000. Và hiện tại cái mẫu sản phẩm này em Hoài sẽ chốt trong live stream với mức giá chỉ có 417.000 các chị mình nhá. Và mẫu này thì là một trong những mã sản phẩm rất là dễ mặc này. Các chị mình thích DA3 chốt ngay DA3 kèm thoại nha. Hiện tại thì mẫu này em Hoài sẽ có tới 2 màu để các chị nhà mình săn. Và form đầm cho em Hoài sẽ là form đầm cổ V này. Chất liệu cho em Hoài sẽ là cô tông lụa các chị nha. Bên trong có kèm lớp lót cho các chị mình. Đầm không có túi. Cổ V thiết kế cho mình dạng tay cho em Hoài sẽ là tay cánh rơi. Thì em Hoài đối với form dạng tay cánh rơi nên mình che khuyết điểm rất là tốt cho em Hoài luôn. Ví dụ phần eo của mình này, phần tay mình có khuyết điểm là che hoàn toàn cho Hoài nhá. Thì như các chị nhà mình thấy á, đầm em đang có 2 màu. Các chị nào mình có muốn nhận được tiếp tục nhận quà các chị ơi, nếu như mà mình tiếp tục nhận quà này, mình chia sẻ livestream mà comment tương tác cùng Hoài thật nhiều đi. Hello em, hello nhà Mark, Mark ơi hay là ABCD gì đấy. Để em Hoài thấy mọi người đang xem livestream của em. Tại vì sao lượt view của các chị mình tự nhiên nó đang bị xuống này các chị mình? Làm sao để cho cái lượt view của mình tăng lên đi ạ? Hoài tặng luôn cả đầm đang mặc nha. Nếu như lượt chia sẻ các chị ok, Hoài tặng luôn đầm đang mặc. Có hôm xíu nữa qua mã sản phẩm để tặng tiếp nha. Thế các chị cứ yên tâm là mình chia sẻ livestream đi. Khi nào lượt chia sẻ của mình đầy đủ là em Hoài sẽ tiếp tục chơi mini game đi ạ. Như các chị mình thấy không? Cái đầm này là một cái concept kiểu như là nó cũng có thể là đi chơi, cũng có thể là đi làm, cũng có thể là đi tiệc. Và đầm này thì nếu như các chị nhà mình thiết kế và phối hợp cho em Hoài với một chiếc mũ cói, nó thành ngay cho em Hoài cái sản phẩm để mình đi biển ngay, rất là xinh nha. Bây giờ Hoài sẽ phối với cái concept này với một chiếc túi màu trắng rất là xinh. Tại vì là đầm hoa mà cái tông màu nhã nhặn này thì sẽ không có hợp với túi đen đâu các chị nhá. Thế nên là theo cái cách mix match của Hoài ấy, thì đầm này nó sẽ không hợp với túi màu đen, nó chỉ hợp với túi màu trắng và giày màu trắng thôi. Các chị mình hạn chế là đi với giày đen hoặc là giày màu nha. Tại vì nó sẽ bị phản cái sản phẩm đi và làm cho sản phẩm nó bớt đi cái phần nữ tính và nhẹ nhàng. Tại vì như các chị nhà mình biết là đầm hoa là những cái sản phẩm mà nữ tính này, nhẹ nhàng này, và mình cảm giác là vô cùng thước tha cho Hoài luôn. Tại vì form đầm này là form đầm dáng dài nha. Và mức giá của đầm này chỉ có 417.000 thôi. Phần cổ V thì không quá hở nhá. Các chị mình không sợ là quá bị hở đâu. Tại vì thật sự đối với cái form cổ V này, nhà Mark không có quét quá sâu. Tại vì nhà em là theo thiên hướng này, lịch sự kín đáo mà vẫn sang trọng, vẫn tôn được vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam. Chứ không có làm quá kiểu như là làm cái phong cách theo kiểu hot girl hay như nào mà nó hở. Các chị không sợ hở giúp Hoài nha. Cái mẫu này thì em đang biết cho các chị mình, như các chị đang thấy, chỉ cần sắm cho Hoài cái concept một chiếc đầm này thôi, mang cho em Hoài một đôi giày hơi kiểu thấp thấp như Hoài đang mặc này, một đôi giày trắng. Và lưu ý giúp Hoài là concept này thì chỉ hợp với là phối phụ kiện màu trắng thôi nha, màu đen là không có hợp các chị nhá. Thì Hoài đang phối với một chiếc túi khá là vintage này, kèm với cho em một cái mũ cói ở phía trên thì mình có thể đi chụp hình, đi cho em Hoài đó đi biển này hay là đi Sapa, đi Đà Lạt, là những sản phẩm này cực kỳ hợp cho Hoài luôn. Thì cái tông màu bên cạnh cho em Hoài là tông màu hoa xanh nha, siêu nhã nhặn cho em luôn. Da đầm này chất liệu cho mình sẽ là lụa cát các chị mình ạ. Cô tông kiểu dạng lụa nhá, cô tông lụa các chị mình nha. Hoài mặc đầm này xinh quá, em cảm ơn chị Tô Hờ Trung rất nhiều này. Các chị yêu ơi, trời ơi, khen em lắm lại muốn tiếp tục chơi mini game rồi. Nhưng mà em sẽ không chơi vã sản phẩm này nha. Tại vì là phía sau em còn cái sản phẩm có mức giá rất là nhỉnh, nhưng mà sản phẩm rất là đẹp. Các chị mình cứ chờ Hoài đi. Qua mẫu này Hoài sẽ lên một cái concept phải nói là siêu đỉnh cho tất cả các chị mình, và em Hoài sẽ tặng nha. Nên là các chị mình đừng rời khỏi livestream ạ. Qua mẫu này Hoài sẽ tiếp tục chơi mini game với tất cả chị mình và tặng quà thật nha. Nên là chị yêu nào mà đang hóng quá là mình ở trong livestream của Hoài đi. Qua mẫu này Hoài tặng cho các chị mình một cái concept rất là đẹp luôn. Tại vì đầm thì nhà em tặng đã rất là nhiều rồi, nên là Hoài muốn tặng set hơn cho tất cả các chị mình nhá. Em tiếp tục đọc comment của chị mình này. Em cảm ơn chị bạn Lê Tuấn, thì không biết là anh hay là chị, nhưng mà thôi Hoài cứ cảm ơn bạn Lê Tuấn rất là nhiều nha. Mũ cói thì Hoài không có bán nhé. Chị Phạm Quyên ơi, mũ cói Hoài không có bán. Đầm xinh quá cho em xin giá. Chị Mỹ Hân Ly ơi, đầm của Hoài đang mặc mã sản phẩm sẽ là DA5. DA5 Hoài chốt mức giá các chị mình sẽ là 417.000, là đã được giảm tầm 30% cho Hoài rồi nha. Tại vì đầm này có giá gốc là 595.000, hôm nay chỉ có 417.000. Mình sở hữu ngay cái đầm này, và các chị nhà mình xem này,
form dáng dài cực kỳ dễ phối đồ cho ngài luôn nha. Mặc như thế nào cũng đẹp hết. Mà mình nếu như có phần khuyết điểm ở mỡ bụng hay là bắp chân, mình cũng có thể mặc đầm này che khuyết điểm cho ngài rất là tốt. Mũ cói thì Hoài không có bán như chị Phạm Quyên nhá. Cái sản phẩm này mình có thể là mua ở trên Shopee này, mua ở ngoài cửa hàng thì em nghĩ là mũ cói này bán rất là nhiều. Chỉ cần tầm 100-200 baht là sở hữu ngay được cái mũ cói rồi các chị. Nhưng mà mình nên có cho em Hoài những cái sản phẩm mũ cói hay là những cái túi dạng vintage như thế này nhá. Tại vì cực kỳ phù hợp với đầm hoa hay là những cái sản phẩm nữ tính này. À, chỉ cần một cái mũ cói thôi là các chị mình đã có thể mix match với rất là nhiều sản phẩm rồi. Là các chị nhà mình, em khuyên là mình nên có trong tủ cho em Hoài một chiếc mũ cói rất là xinh như này ha, để mình có thể mặc đi biển hay là đi Đà Lạt này, kể cả là che nắng che mưa cho ngoài cũng ok nữa. Em cảm ơn chị Abemi rất là nhiều này, xinh quá, cảm ơn chị yêu rất là nhiều ạ. Các chị nhà mình vẫn tiếp tục chia sẻ livestream cho Hoài nha, để mình nhận được món quà tiếp theo của nhà em nhá, tại vì quà phía sau còn rất là nhiều này. Chị nào mà còn thích đầm này là nhanh tay chốt đơn, tại vì là Hoài xì mẫu này á thì không có cần tư vấn quá nhiều, tại vì như các chị thấy là cái form đầm Hoài mặc lên đã rất là dễ lên form rồi. Em sẽ đứng gần các chị xem nhá, đầm cực kỳ dễ lên form và không có khó mặc ạ. Nên là Hoài không có giới thiệu kỹ về cái đầm này cho các chị mình. Nhưng mà nếu như mà chị nào sợ là da mình ngăm hay là da mình khó mặc đồ thì hai cái tông màu này cho Hoài đều rất là dễ phối nha. Hai tông màu này cho em Hoài đều là tông màu trầm và đều là tông màu nhu, nên là nếu như da ngăm giống như em Hoài là mình mặc những cái sản phẩm này cũng rất là thoải mái. Tại vì da Hoài là một trong những cái làn da rất là ngăm. Em không phải là da trắng các chị nha, tại vì là da mặt của em thì khá là ok, nhưng mà da người em thì xài rất là nhiều loại kem rồi. Và các chị mình đang ở trong livestream có bí quyết nào trắng da không, có thể chỉ em Hoài luôn các chị này. Mình vừa vào livestream, vừa xem bán hàng, vừa mua sản phẩm, vừa trò chuyện và chia sẻ kinh nghiệm làm đẹp của em Hoài cũng được nha. Tại vì em Hoài cũng đang kiểu như là cũng đang rất là cần hỗ trợ của chị mình đấy. Lên bán hàng thì Hoài sẽ hỗ trợ các chị nhà mình về vấn đề đó, mix đồ hay là về giới thiệu sản phẩm để các chị nhà mình có thể lựa chọn được sản phẩm đẹp này. Và lưu ý giúp Hoài là cái sản phẩm này thì em chỉ áp dụng duy nhất tại livestream nha. Và các chị em mình sẽ được hỗ trợ đổi hàng này, hỗ trợ kiểm tra hàng trước khi nhận là mình yên tâm. Kể đối với thương hiệu của nhà MAC thì em nghĩ là không quá xa lạ với các chị nhà mình rồi. Tại vì nhà em có tới tận trên 20 chi nhánh trên toàn quốc và đã vận hành cái cửa hàng từ năm 2006 rồi. Có nghĩa là đã là mười mấy năm rồi. Nên là sản phẩm của nhà em đã kiểu như mang đến không biết là bao nhiêu trăm ngàn sản phẩm đã đến tay với các chị nhà mình, nên là mình yên tâm về chất lượng của nhà MAC nha. Và Hoài luôn luôn hỗ trợ các chị nhà mình kiểm tra hàng trước khi nhận, là mình yên tâm cho em hàng rất là đẹp nhá. Rồi bây giờ thì Hoài sẽ bắt đầu tiếp tục giới thiệu cho các chị nhà mình và đọc comment của chị mình nha. Mình tên Hương, dạ rồi ok em chào chị Hương ạ. Sản phẩm này cho em Hoài á, thì mình sẽ chốt cho em Hoài cho các chị mình từ 38 cho tới 60 cân nha. 38 tới 60 cân là sẽ mặc được đầm này. Em cảm ơn chị Trần Thanh Trúc rất là nhiều ạ. Mình trúng game rồi, không được chơi nữa. Đúng rồi chị Sam Nguyễn ơi, tại vì trong một cái livestream thì Hoài chỉ tặng một chị một lần thôi nha. Còn nếu như mà hôm nay mình trúng rồi thì hôm sau mình tiếp tục chơi tiếp không sao. Hôm nào tuần nào nhà em cũng live và cũng có những cái chương trình tặng quà các chị mình trong cái livestream ngày hôm nay nha. Da mình cũng nâu này mà bạn trai mình thích da nâu ấy, đừng lo nhé Hoài. Rồi nghe cái câu này là mát ruột mát gan ghê chị Hương ha. Tại vì cái sản phẩm này thì thực ra cũng không có bị tẹp da đâu. Nếu như chị nào mà da ngăm giống như Hoài ấy, thì mình cứ lựa chọn cho em đầm hoa nhí. Tại vì đầm hoa nhí là những cái sản phẩm mà cực kỳ tôn da và cực kỳ tôn dáng cho mình, và mặc lên rất là nhẹ nhàng này. Hoài còn để các chị nhà mình 1 phút 30 giây cuối cùng nha. Hoài sẽ còn 1 phút 30 giây cuối cùng để các chị nhà mình. À đây, nãy giờ thì Hoài chưa có giới thiệu về vấn đề là Hoài mix giày nha. Em đang mix một cái đôi giày dây khá là thấp cho các chị nhà mình thôi, nhưng mà cực kỳ tôn dáng. Tại vì sao? Đầm hoa này không cần mang cao gót nha. Ví dụ những lúc mà bây giờ mình lười quá đi, rồi mình kêu là bây giờ mình mang cao gót có mình đi đứng mình không có thoải mái, mình hoạt động không có ok, thì Hoài đang kết hợp cho các chị nhà mình là một đôi giày bệt và giày cao, không có phải là giày cao gót, nhưng mà cũng cực kỳ tôn dáng chị em Hoài. Nên là ví dụ như chị nào mà bình thường mà mình sợ sao ạ, mình sợ là mình mang giày không có mang giày cao gót thì nhìn không có đẹp, hay là mình phải mang giày cao gót hàng ngày cho em Hoài thì mình sợ đau chân, thì riêng em này không có sợ nha, sẽ không có bị đau chân các chị nhà mình ha. Mình chỉ cần mang thêm một đôi giày bata trên cái form váy của Hoài đang mặc cũng rất là đẹp. Ok, bây giờ thì sản phẩm này em Hoài đã hết thời gian cho mẫu sản phẩm này rồi, thì chắc bây giờ Hoài sẽ mời luôn bạn Linh qua mẫu tiếp theo nha, để bạn Linh tiếp tục lên cái mẫu sản phẩm tiếp theo để giới thiệu đến các chị mình này. Chị nào còn thích sản phẩm này thì mình cứ lên đơn cho em Hoài bằng cách comment đó là DA5 kèm màu kèm thoại, chốt nhanh với mức giá là 417.000 nhé. Rồi mọi người có liên tưởng tới phương nào ở đây không? Em đang mặc cái bộ này và em liên tưởng tới những nước châu Âu mọi người. Dạo gần đây em hay lướt Instagram nè, lướt
Pinterest nè, và em thấy là đây là một cái xu hướng mà ở châu Âu đang hiện tại đang rất là chuộng, đó là cái form cổ vuông nha, cổ vuông và hình hình cổ là hơi trái tim nhưng nó không phải là quá trái tim đâu, nó chỉ hơi hơi thôi, và nó có sự xếp ly để tạo cảm giác là cái tôn lên cái vòng một của mọi người, tôn lên cái vòng một của mình rất là đẹp, rất là sắc sảo và có cái gì đó nó cổ điển và nó còn sexy nữa. Đây là một cái set đồ mà Linh nghĩ là tất cả mấy chị em nào mà chưa có thì nên tậu về nhà ngày hôm nay ha. Đây là một cái kiểu dáng váy ôm bút chì, nó khá đơn giản thôi mọi người, đơn giản và basic lắm mọi người, rất là dễ để mặc đi công sở, đi chơi hay là đi dạo phố, mọi người mặc một cách rất là thoải mái, bởi vì đây là một cái form đồ rất là dễ mặc luôn, kết hợp với tay phồng nè, che đi những cái bắp tay to mà mọi người ngại show ra ha. Và có cái điểm nhấn là ở cái vòng cổ tim như thế này, giống như chích xếp ly á mọi người, cho nên tạo cảm giác là vòng một của mình rất là đầy đặn và nhìn nó theo một cái đường cong rất là sexy. Ngoài cái việc là các bạn có thể mặc đơn giản như Linh đang mặc thì mấy chị em có thể kết hợp với chân váy đó, mọi người thấy lạ không, một cái váy ô bút chì như thế này nhưng lại có thể kết hợp với chân váy rất là perfect luôn, rất là đẹp luôn nha mấy chị. Đây cái dáng này thì mọi người có thể mặc với chân váy xòe như thế này, thậm chí mấy chị có thể mặc với chân váy xòe dài luôn nha, chứ không nhất thiết là chân váy xòe lửng như thế này đâu ha. Bên cạnh đó, nếu như mà mình muốn lịch sự hơn để mà đi gặp khách hàng hay là đi đâu đó mà yêu cầu cái sự gọi là sang trọng cũng như là chín chắn á, thì mấy chị có thể khoác một cái áo vest này hoặc là blazer này để tăng lên cái độ gọi là sang trọng cũng như là chín chắn của mình khi mình đi làm việc ha. Và em sẽ cho mấy chị xem về những cái màu của cái chân váy này ha. Thôi để em nói trước về cái mẫu váy đi. Mẫu váy này chúng ta sẽ có 3 màu, một là màu vàng, hoa nhí màu vàng, hoa màu đỏ và có một cái là hoa màu xanh nữa nha mấy chị ha. Rồi cái mã đầm này á, cho em là mã đầm DA4 nha mấy chị ơi. Em xin lỗi. Đây mã đầm DA4 nha mấy chị. Mã đầm này là DA4 có giá niêm yết là 445.000, cộng mình được sale nữa thì mình chỉ còn có là 312.000 thôi. Và đây là cái màu xanh nè các bạn, màu tím chứ, màu tím, cái màu này là màu tím giống như là hoa đậu biếc gì á, rất là xinh luôn nha mấy chị. Đó, mình có 3 màu như thế này, một cái màu em Linh đang mặc nè, một cái màu mannequin mặc và một cái màu em cầm trên tay, mình có 3 màu này ha. Em sẽ đọc lại cái mã của sản phẩm, đó là DA4 nha mấy chị ơi, có giá là 445.000, giảm còn 312.000 trong livestream này thôi. Và còn về cái chân váy, em sẽ giới thiệu về chân váy này, chúng ta sẽ có hai màu nha, một màu trắng tinh khôi như mấy chị đang xem nè ha, đó tầng tầng xếp ly như thế này rất là xinh, cộng với một màu đỏ như thế này, mấy chị có thể kết hợp chung thấy xinh không, đó mấy chị có thể kết hợp chung với màu đỏ như thế này ha. Và chân váy này thì có mã đó là VA6, có giá là 455.000, hôm nay chúng ta sale còn 319.000 thôi, cho nên mấy chị nhanh tay để hốt về nhà nha. Rồi, em thấy là cái màu này rất hợp với cái váy mà em đang mặc, hoặc mấy chị bỏ ra bình thường ha. Đó, rất là dễ thương, chúng ta có thể kết hợp với những cái mũ cối hoặc là những cái túi cối như này rất là xinh nè, nhỏ nhỏ gọn gọn và mang những cái túi cối nhẹ nhàng, bởi vì những cái hoa này á, nó nhìn nó vintage tới mọi người và nhẹ nhàng, nhìn nó rất là dịu dàng, cho nên mấy chị cũng kết hợp với những cái túi nào nó nhẹ điệu thì sẽ rất là đẹp luôn. Và bây giờ thì em cũng sẽ nhanh qua thôi cho mấy chị để tí nữa Hoài sẽ diện những cái trang phục, bởi vì bây giờ cũng đã sắp hết giờ rồi á, cho nên là chúng em sẽ tăng tốc độ lên cho mấy chị xem ha. Rồi chị nào mà muốn đặt chân váy này thì mấy chị có thể đặt theo cú chân váy là đặt theo cú pháp là VA6 kèm với lại số điện thoại của mấy chị là hôm nay thì mình chỉ có 455.000, sale còn 319.000 thôi. Còn mấy chị muốn đặt cái đầm của em Linh đang mặc á thì mấy chị hãy thực hiện theo cú pháp giúp em là DA4 nha mấy chị, có giá là 445.000, sale còn 312.000 thôi ha. Rồi. Và bây giờ em sẽ giới thiệu lại cái màu hoa đậu biếc lúc nãy em giơ cho mấy chị, chắc sợ mấy chị chưa coi rõ ha. Đây em sẽ cho mấy chị xem. Đó, chúng ta có 3 màu như thế này và em thấy màu này rất là tươi mát luôn ha. Dễ thương quá trời nè. Đây là màu xanh đậu biếc nè, mấy chị thấy cái vùng ở phía trên này nè. Đây là một cái xu hướng mới mà em thấy lướt ở trên Instagram nè, lướt trên Pinterest nè, thì em thấy rất là nhiều những cái người mẫu, những cái hot girl cũng như là
người dùng ở trên chỗ châu Âu này, cái kiểu á, người ta hay diện cái mẫu như thế này. Cho nên hôm nay em tự nhiên em vô tình em gặp nó, ôi em mới thấy ở trên Instagram này, em mới thấy ở trên Pinterest này. Cho nên em nghĩ đây là một cái xu hướng mới mà mấy chị nên cập nhật ha, bởi vì nó sẽ rất là tôn cho mấy chị về cái vòng một luôn á, rất là tôn luôn. Nên em ướm vào nhìn cũng xinh đúng không mấy chị? Mấy chị thấy em hợp màu nào nhất nào? Em thì em nghĩ là màu nào cũng hợp thôi, bởi vì những cái bông hoa này á, nó rất là dễ để chúng ta mặc đồ luôn. Đầm này xinh quá. Dạ cảm ơn chị Mihan nha. Đầm này đầm nào cũng xinh hết. Rồi và sau đây thì không để mấy chị chờ lâu nữa ha. Bây giờ thì em sẽ mời Hoài để chúng ta có thể lên mẫu mới cho mấy chị. Bởi vì cũng đã sắp đến cuối chương trình rồi nên mấy chị sẽ rất là nôn nóng đúng không ạ? Rồi mời Hoài nha. Rồi bây giờ Hoài tiếp tục qua một chiếc đầm rất là xinh cho tất cả các chị mình. Và em nghĩ là đầm này là một cái sản phẩm các chị nhà mình rất là mong chờ. Tại vì sao ạ? Đầm này thì Hoài sẽ tặng các chị mình trong cái chương trình ngày hôm nay nha. Trong live stream ngày mai Hoài sẽ tặng luôn cái đầm DA5 này cho tất cả các chị mình. Và chị nào đang muốn sở hữu ngay cái đầm của Hoài đang mặc ạ, thì bây giờ mình chia sẻ live stream cho em các chị mình nha. Chia sẻ live stream và comment ngay cho em Hoài cái comment là đầm xịn nha. Đầm xịn kèm chia sẻ livestream cho Hoài các chị mình nhá. Thì tí nữa thì em Hoài sẽ tặng, tại vì trong lúc là các chị mình comment thì Hoài tiếp tục sẽ giới thiệu đến cho tất cả các chị cái concept và cách phối đồ cho sản phẩm này. Bây giờ các chị nhà mình chia sẻ livestream này, tag 3 người bạn vào xem livestream của em Hoài đi ạ. Và sau đó mình comment ngay cho em Hoài đó là cái comment đó là đầm xịn nha. Đầm xịn kèm cho em Hoài, tag 3 người bạn vào xem livestream. Đầm này hôm nay sẽ có mức giá các chị mình sẽ là 645.000. 645.000 là giá gốc nha. Và em đang giảm trực tiếp trong livestream còn cho tất cả các chị mình đó là bao nhiêu đây ạ? 452.000. Với 452.000 các chị nhà mình sở hữu ngay cho em Hoài cái đầm này. À cái comment hôm nay là đầm điệu các chị mình nhá. Phải là em bị lộn rồi, trời ơi. Xin lỗi tất cả các chị mình nha. Comment ngay cho em Hoài là đầm điệu nha. Đầm điệu kèm tag 3 người bạn vào xem livestream đi ạ. Đầm điệu nha chị Hiền Trần ơi, sửa lại giúp Hoài nha. Xin lỗi tất cả các chị mình rất là nhiều. Em lại náo cá vàng các chị ạ. Đầm điệu cho Hoài nha. Đầm điệu và nhớ là tag 3 người bạn vào xem livestream. Thì cái mẫu đầm này như các chị thấy ạ, em đang phối cho các chị nhà mình một cái chiếc túi cói xinh xinh nhỏ nhỏ để mình có thể mặc đi làm, đi chơi và kể cả là mình mặc đi tiệc cũng được nha. Nhưng mà em này thì thiết kế cho em Hoài phía sau có bo chun các chị ha, nên là ví dụ như eo mình bao nhiêu cũng thắt vào đầy đủ cho Hoài. Đầm này thì hiện tại mình đang có 3 size là S, M, L, nhưng mà cái size đầm này là hết size L rồi, nên là bây giờ em Hoài sẽ chỉ còn size S, M. Nhưng mà tại vì lý do là bo chun nên là em nghĩ là chị nào mặc size L cũng bon chen được đấy các chị ha. Nên là mình cứ để lại cho em là DA5 kèm số Hoài đi ạ. Size số các bạn nhân viên nhà em sẽ tư vấn cho các chị sau nha. Rồi bây giờ Hoài sẽ phối cho các chị nhà mình với một cái túi cói đi, hoặc là với một cái nón cói nha, để các chị nhà mình có thể mặc cái set này để đi biển cho em Hoài. Đi biển này, đi du lịch rất là xinh. Tại vì cái đầm này là cái form hướng theo cái đầm form đuôi cá dáng dài, có xẻ tà giúp Hoài nha. Kết hợp cho mình ở phía phần trên sẽ kèm một cái dây cho em Hoài để thắt nơ này. Dây này mình có thể thắt hoặc là mình luồn qua cổ cho em Hoài nhá. Mình có thể là điều chỉnh được các chị mình ha, tùy vào cái concept mình muốn mang như thế nào. Và hoa thì em đang có hai màu hoa nha. Màu hoa đang mặc là hoa trắng xanh phối, còn gọi là màu trắng đấy các chị. Và màu tiếp theo cho Hoài sẽ là hoa xanh. Thì em này là form hoa nhí giúp em này. Em đang phối với các chị nhà mình đó là với một đôi giày bếp bệt màu trắng dây nha. Kết hợp cho mình một cái túi cói. Thì mẫu này mức giá cho em Hoài chỉ có 452.000 thôi. Chị nào mà đang thích cái đầm này là phải chốt ngay cho em Hoài cái comment đó là đầm điệu nha. Đầm điệu kèm chia sẻ livestream 5 lần, 3 đến 5 lần lên trang cá nhân chị được công khai cho em Hoài đi ạ. Một lần cũng được nhá, nhưng mà chia sẻ càng nhiều thì khả năng trúng của mình càng cao ạ. Thì xíu nữa lượt chia sẻ của mình tăng thì Hoài sẽ tặng chị yêu nào may mắn nhất trong live nhận được chiếc đầm của Hoài đang mặc với giá là 0 đồng nha. Hiện tại lượt chia sẻ của mình 327 lượt chia sẻ chị ơi. Lượt chia sẻ của mình đang là 327 lượt chia sẻ. Các chị nhà mình có thể hỗ trợ em Hoài thêm mỗi chị một lượt chia sẻ không ạ? Để tăng lượt chia sẻ của mình lên 400 lượt chia sẻ cho Hoài đi ạ. 400 lượt chia sẻ Hoài bắt đầu tặng này, đầm điệu với cái comment đó là tag 3 người bạn vào xem livestream và được tặng ngay cái đầm này với mức giá là 0 đồng nha. Các chị nhà mình nhớ là chơi mini game thì chơi thật nhiệt tình cùng Hoài đi ạ. Đếm có động lực em lên hàng mời cho các chị này. Đầm điệu kèm chia sẻ livestream đó, chị nào chưa comment là nhanh tay comment cho Hoài đi chị ơi. Nhanh tay comment cho em Hoài nhá. Trời ơi, rất là xinh luôn. Bé nó thấy nhiều chị comment này. Chị nào chưa comment hoặc là chưa chia sẻ livestream tiếp tục chia sẻ livestream cho em nha. Nếu như mà mình á
đang xem livestream mà lượt chia sẻ của mình không đủ, chị khác không chơi mình vẫn cứ chơi cho Hoài, tại vì hàng của nhà Mark là tặng quà thật nha, tặng quà thật các chị nha. Các chị mình nhanh tay comment cho Hoài là đầm điệu kèm tag ba người bạn vào xem livestream đi ạ. Chỉ cần lượt chia sẻ của mình tăng là Hoài sẽ bắt đầu tặng luôn cái đầm đang mặc. Đầm này thì chắc là Hoài không cần vào sâu vào cách mix match sản phẩm các chị ha, tại vì cái sản phẩm này mix rất là dễ, mặc gì cũng xinh, mặc không cần phụ kiện cũng xinh, mang cho em Hoài với đôi dép bệt như Hoài cũng xinh, mang với giày cao gót cũng xinh, phối mũ cói cũng xinh này. Chất liệu cho em Hoài sẽ là dạng đũi các chị mình nhá, kiểu dạng gần giống như cô tông mà phối linen ấy, rất là sang. Và đầm này thiết kế các chị mình hai lớp ạ. Rồi chị nào chưa comment thì nhanh tay comment cho em Hoài sẽ là đầm điệu kèm chia sẻ livestream một lần lên trang cá nhân và nhớ là tag ba người bạn vào xem nhé. Rồi để em xem nào. Rồi để xem các chị mình nhá. Mà hiện tại hình như em đang thấy bị ẩn comment hay sao các chị mình, sao em không thấy đủ comment ta, không có thấy comment của các chị mình ta. Em thấy có các chị mình kêu là không có thấy hiện comment, mà để em thoát ra em vào lại thử xem nhá. Các chị nhà mình tiếp tục chia sẻ livestream cho Hoài đi ạ. Lượt chia sẻ của mình mới là 327 à. Bây giờ sao các chị mình ơi, chắc là để khích lệ tinh thần các chị mình thì Hoài vẫn tặng nha. Nhưng mà Hoài để Hoài xem thử xem nào, là các chị nhà mình tăng thêm cho Hoài thêm 15 lượt chia sẻ nữa đi, đủ 400, đủ 350 là Hoài sẽ tặng nha. Đủ 350 lượt chia sẻ là Hoài sẽ tặng này. Tại vì thời gian của mình cũng không có nhiều đâu, là Hoài sẽ tranh thủ tặng các chị nhà mình ở trong mini game ngày hôm nay luôn. Sau đó mình sẽ tiếp tục qua sản phẩm mới nhé. Đây ngắm form đầm cho em này. Các chị nhà mình vẫn tiếp tục comment nha, vẫn tiếp tục comment nha. Em sẽ tặng các chị mình trong live nên mình yên tâm, giúp em Hoài là quà sẽ là quà thật ha. Rồi bây giờ thì các chị nhà mình sẽ có 1 phút nữa để comment ạ. 1 phút nữa để comment và tiếp tục chia sẻ. Hoài sẽ bắt đầu tặng nha, để Hoài xem nào lượt chia sẻ của các chị nhà mình là bao nhiêu đây. Rồi lượt chia sẻ của mình này. Lượt chia sẻ của mình, ủa sao không thấy lượt chia sẻ tăng ta, hay là do máy của em Hoài lại thấy lag rồi? À thoát ra vào lại. Ok, thiếu 5 lượt chia sẻ thôi các chị ơi, thiếu 5 lượt chia sẻ nữa thôi nha. Hoài đang thiếu 5 lượt chia sẻ nữa thôi. Và bây giờ Hoài sẽ bắt đầu để các chị mình comment nhá. 1 phút để các chị nhà mình comment ạ. Ui comment của em Hoài là bị ước một lầm. Ước một lần Hoài ơi, em chúc chị vu vơ sẽ nhận được quà nha. Comment bị ẩn quá trời các chị, em chưa có thấy comment mới hiện lên đâu. Nên là các chị nhà mình tiếp tục chia sẻ và comment cho Hoài thật nhiều nha. Ủa comment hôm nay là bị lag các chị mình ạ, phải lướt qua lướt lại mới thấy comment cơ. Hoài đang không có thấy comment hiện lên này. Các chị nhà mình tiếp tục comment nha. Rồi ok, bây giờ thì Hoài sẽ còn 1 phút cuối cùng đấy ạ. Em đang còn 1 phút cuối cùng nhá. Các chị nhà mình nhớ là comment và tag đủ 3 người bạn vào xem livestream. Bây giờ thì Hoài sẽ bắt đầu tặng các chị nhà mình nha. Để Hoài xem nào, comment mới lên hiện lên nhất nha. Bây giờ thì sẽ đếm từ 1 tới 5 các chị ha. Đếm từ 1 tới 5 này và bây giờ Hoài sẽ bắt đầu tặng. Nhưng mà không biết là máy của các chị nhà mình như nào, cho máy em đang không có thấy comment. Rồi ok, bây giờ Hoài đang thấy comment nhảy lên rồi này. Bây giờ Hoài sẽ bắt đầu tặng nha. Bây giờ Hoài sẽ bắt đầu lướt từ 1 tới 5 nhá. Xem chị nào sẽ là chị may mắn nhất nhận được quà hôm nay ha. Cái này là lướt ngẫu nhiên này các chị nhà mình yên tâm là em chơi rất công bằng nha. Rồi ok. 1 ạ, 2 này, 3 này, 4 này, 5. Rồi ok, để xem chị này cho Hoài. Ủa, chị này chị em Hoài sẽ là chị Phạm Quyên các chị mình ơi, chị Phạm Quyên nha. Nhưng mà mình có tag 3 người bạn vào xem livestream không ta? Có tag người bạn vào xem livestream này. Hoài sẽ vào kiểm tra chị Phạm Quyên luôn ha. Xem là chị Phạm Quyên có chia sẻ livestream hay không. Ui không có tải được cái chuỗi bình luận này các chị mình ạ. Thế thôi Hoài vẫn tặng chị Phạm Quyên nhá, tại vì là lượt chia sẻ mình đã có nha. Vậy thì Hoài sẽ tặng chị Phạm Quyên ạ. Rồi ok, thì bây giờ là cái chương trình mini game của Hoài đã kết thúc rồi. Và bây giờ thì các chị nhà mình thích đầm này, mình cứ chốt cho em Hoài sẽ là DA5 kèm thoại để được chốt đơn hàng thành công nha. DA5 chớ gọi tên em. Em chào chị Nguyễn Ngọc Hương Lan nha. Bị ẩn comment thật sự luôn các chị mình ơi. Thật sự em không thấy comment của chị nào hết ấy, chỉ thấy được vài chị thôi, nên là tình trạng bây giờ bị ẩn comment rất là nhiều. Và nếu như các chị mình chơi mini game cùng em thì nhớ là chia sẻ livestream của em thật nhiều nha. Rồi bây giờ thì Hoài sẽ tiếp tục mời Linh qua mẫu nhé. Hoài sẽ tiếp tục mời Linh qua mẫu ha. Bây giờ sẽ mời Linh qua mẫu tiếp theo này. Chị nào mà đang thích cái concept này mình vẫn cứ chốt là DA5 kèm thoại để được chốt đơn hàng thành công ạ. Rồi mọi người ơi, Linh đã trở lại với một cái gọi là một cái túi sách rất là điệu mọi người, tiểu thư ha. Tiểu thư rất là điệu, rất là dễ chịu, rất là dễ thương. Đây sẽ là một cái item dành cho những cái bạn nào mà thích cái sự tiểu thư nè, nhẹ nhàng, dễ thương, kín đáo, có một chút gì đó cổ điển. Đây là một chiếc áo sơ mi rất là độc đáo luôn. Và Linh cảm thấy nó rất là lạ đối với Linh.
với cái sự kết hợp giữa sơ mi này, kết hợp với ren này ha, các bạn có ren như thế này luôn, rất là tiểu thư công chúa dễ thương nhưng mà vẫn không có kém những cái phần lịch sự ha. Chúng ta có thể nhìn thấy ở đây có mannequin nè, đây là một cái màu cực kỳ đáng yêu, màu xanh. Đây là một cái màu nền kem bông hoa hồng kèm với lá xanh. Đối với những cái set sơ mi như thế này á, thì chúng ta có thể linh động kết hợp với váy, chân váy rin như thế này cũng rất là dễ thương, rất là đẹp, rất là cá tính. Bên cạnh đó thì chúng ta có thể thêm điểm nhấn cho cô gái nhẹ nhàng tiểu thư nữa là các bạn có thể kết hợp với những cái chiếc váy xòe như thế này, thậm chí là các bạn có thể kết hợp với váy xòe phủ xuống chân luôn thì rất rất là cổ điển luôn nha mấy chị. Chúng ta có thể kết hợp với những cái túi đáng yêu không? Đó, hoặc là cái túi như thế này nè mấy chị. Đơn giản thôi, tại vì đồ của mình nó đã có điểm nhấn rồi, đã có điểm nhấn rồi cho nên là mấy chị chỉ cần chọn những cái phụ kiện nó vừa phải thôi, đừng có chọn phụ kiện gì mà nó quá rối mắt á, sẽ tạo cảm giác cho người nhìn bị rối mắt. Cho nên là mình đã có những cái ren ở ngay cổ này các bạn ha, ren ở ngay cổ rất là xinh nè, viền ngay cái viền cúc áo nè ha, và ở cái tay nữa, ở cả cái tay này mình cũng có cái ren rất là dễ thương luôn. Cho nên đây sẽ là một cái sản phẩm mà mấy chị sẽ rất là cần thiết khi mình đi làm, đi chơi hoặc là đi hẹn hò chẳng hạn. Đây là những cái áo mà Linh nghĩ là không thể nào mình thiếu được trong tủ đồ của mình. Nếu như mình là một cô gái dịu dàng, ngọt ngào thì đây sẽ là một sự lựa chọn rất rất là hoàn hảo ha. Có chất liệu cô tông cho nên thấm hút mồ hôi rất là tốt nữa, cho nên mọi người mặc sẽ cảm thấy rất là dễ chịu ha. Mọi người có thể kết hợp với rất là nhiều kiểu chân váy, thậm chí cái này các bạn có thể mặc với lại quần ống rộng vẫn đẹp luôn ha, quần ống rộng. Hoặc là mọi người có thể năng động hơn là chúng ta kết hợp với quần jean ngắn á các bạn đó. Và tới bây giờ thì Linh sẽ tiếp tục chơi là chơi để tặng quà cho mấy bạn nha. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ tặng luôn cả cái phần cái áo độc đáo như thế này nha. Bây giờ chúng ta hãy cùng comment giúp Linh đó là áo đẹp nha mọi người, comment giúp Linh áo đẹp cộng với tắt tên ba người bạn ha, ít nhất là ba người bạn thì mới được, và các bạn phải là người share livestream nữa mới được nha. Rồi bây giờ chúng ta hãy bắt đầu chơi chơi đi, khoảng một phút nữa thôi để em sẽ công bố luôn, bởi vì thời hạn của chương trình tới đây cũng sắp hết rồi. Quần cao túi, quần cao túi hay đó vậy? Chị này comment em không có đọc hiểu luôn mọi người ơi. Rồi mọi người comment nhiều nhiều nha, hiện tại em cũng đang bị ẩn comment hay sao mọi người ơi. Mình phải comment nhiều giúp em, chấm chia sẻ liên tục giúp em với nhá. Đây có những bạn tác tên vô rồi nói là mua giùm tao đi mày ơi, rất là dễ thương luôn nha. Rồi mọi người tiếp tục comment giúp em là áo đẹp kèm với tác tên ba người bạn, ít nhất là ba người bạn nha. Rất là xinh ha, mấy bạn nào mà còn sinh viên đi học cũng được nè, hoặc là mình mặc đi chơi, trội lịch sự quá. Nếu như mà đây là một cái dịp Tết thì Linh nghĩ đây là một cái sự lựa chọn, mình sẽ đi tới những cái nhà người thân, vẫn kín đáo, vẫn đẹp đúng không mọi người, nhưng mà vẫn không có kém đi phần trẻ trung của mình, cái phần hiện đại của mình. Rồi mấy chị comment chưa, sao em chưa thấy được comment của mấy chị luôn á. Mấy chị ơi, mình lên 400 lượt chia sẻ đi, em công bố nha mấy chị. Bây giờ mình đang 385 lượt chia sẻ, bây giờ mấy chị cố gắng lên cho em là 400 lượt chia sẻ đi. Rồi em thấy bắt đầu mấy chị comment rồi nè, bây giờ mấy chị comment nhiều lên nha. Rồi em sẽ lướt em chọn nha mấy chị nha, cố gắng lên mấy chị ơi, đã sắp đến cuối chương trình rồi. Rồi ok, thì bây giờ thì Hoài sẽ cùng vào chơi game cùng với bạn Linh nhé, chắc cho mình được hành hạ chị ha. Ok, bây giờ thì Hoài sẽ cùng Linh để khởi động cái không khí cuối live. Tại vì là bây giờ là cái live mẫu cuối cùng rồi, và mình phải kiểu như là dù là cuối live mình vẫn phải tràn đầy năng lượng các chị mình nha. Bây giờ thì Hoài sẽ để 1 phút nữa để các chị mình comment nha. 1 phút nữa để các chị nhà mình comment, và Hoài sẽ lướt tặng các chị mình luôn nhá. Nhớ là comment và chia sẻ live stream cho thật nhiều đi ạ. Nhưng mà comment hôm nay bị ẩn quá trời luôn Linh. Nãy không có thấy. Rồi các chị mình ơi, bắt đầu comment cho em Hoài nha. Comment cho em Hoài sẽ là áo đẹp các chị ơi. Áo đẹp kèm chia sẻ live stream 1 đến 3 lần lên trang cá nhân chế độ công khai nha. Rồi bây giờ thì chắc là Hoài phải để 1 phút để comment nhảy lên thật nhiều thì em mới có thể lướt được. Tại bây giờ là lên 400 lượt chia sẻ rồi, mình phải thoát ra xong mình vô lại mới được luôn á. Vậy để Hoài thoát ra xong Hoài sẽ vào lại nha.
em sẽ vào lại các chị nhà mình ơi, tại vì nãy giờ tặng là không có có lên được rồi. Ok thì bây giờ chắc là thời gian của mình cũng cũng gần sắp hết rồi thì em Hoài sẽ lướt luôn nha. À, Hoài sẽ link lướt hay Hoài lướt? Hoài lướt. Ok, vậy thì để Hoài lướt nhá. Nói chung ai lướt cũng thế mà máy máy không biết có lên được comment không đây. À rồi, comment đang nhảy rồi các chị. Bây giờ thì Hoài sẽ bắt đầu lướt nha. Hoài sẽ đếm từ 1 tới 5 và cái comment nào mới nhất hiện lên thì Hoài sẽ chọn nha. Rồi bắt đầu sẽ lướt các chị nhá. Cái này là ngẫu nhiên thôi ha. Rồi ok. Bây giờ thì mình sẽ lướt và xem chị nào sẽ là chị may mắn nhận được được chiếc áo này ở trong live nha. Cái này là rất là ngẫu nhiên và em chúc chị nào là cuối live nhận được món quà của nhà Mark thì thật là may mắn các chị ha. Rồi bây giờ Hoài sẽ bắt đầu lướt ạ. 1 ạ, 2 3 4 5 rồi ok. Chị này cho em Hoài này. Ok trời ơi, chị này là không có hợp lệ các chị, ai cần rất nhiều Hoài sẽ tặng không chị hợp kế lệ. Bên nha. Hoài sẽ tặng chị kế bên. Tại vì là sao các chị ở mình, ai cần rất là nhiều là đúng không rồi. Có công bằng tại vì cái này là tới mấy chục cái ai cần luôn. Vậy thì Hoài sẽ tặng ủa thác ra. Trời rồi, Hoài đang dưới chị Minh Thùy lướt. Sẽ là chị đây chị này, là chị Anh Đào các chị mình ơi. Vậy là Hoài sẽ vào kiểm tra xem thử xem nhá. Áo đẹp kèm chia sẻ livestream 3 lần lên trang cá nhân chế độ công khai này. Hoài sẽ vào kiểm tra xem chị Anh Đào là chị đã chia sẻ livestream hay là chưa nhá. Rồi ok, Hoài sẽ vào kiểm tra xem nhá. Đây các chị mình ha. Hoài sẽ kiểm tra thử xem là có lượt chia sẻ hay là không nha. Rồi, có lượt chia ui, sẻ rất luôn. Là nhiều rất nhiều luôn. Rồi này, nhìn này. Đã man không? Rồi rất là nhiều chị rất là xứng đáng để được nhận phần quà từ Mark luôn đó. Vậy thì Hoài sẽ chụp lại cái màn hình của chị Anh Đào nha. Nhưng mà hôm nay các chị mình thật sự là chơi mini game không có vui lắm tại vì comment nó vẫn bị ẩn đúng nhiều rồi. Ấy. Ngày hôm nay không đọc được comment nhiều của mọi người nữa cho nên là đúng là đến cuối live mình cảm thấy hơi buồn buồn nhưng mà không sao. À, cố gắng là chúng ta lần sau sẽ comment nhiều hơn nữa và hy vọng là Facebook đừng có ẩn comment của Linh và Hoài để Linh và Hoài có thể dễ đọc hơn. Chứ thật ra ở đây hiện tới 1000 mấy bình luận lận không hề ít đâu mọi người. Nhưng có thể ngày hôm nay là anh Facebook ảnh hơi khó tính một chút xíu. Trên hy vọng là ở cái livestream sau thì chúng mình sẽ không bị ẩn comment nữa. Và chắc là tới đây thì chương trình cũng đã kết thúc rồi. Và rất là tiếc khi phải gửi lời chào tới tất cả các chị. Và trong cái đợt dịch này thì em hy vọng là mọi người sẽ luôn giữ được sức khỏe và luôn luôn xinh đẹp nha. Hãy cố gắng ra ngoài cẩn thận nè và bổ sung vitamin C và cũng như là bảo vệ sức khỏe của mình và cộng đồng nha mọi người. Còn bây giờ thì Linh và Hoài sẽ gửi lời chào đến các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những livestream tiếp theo của Mark nha. Và chúc tất cả chị yêu của em hôm nay sẽ ngủ thật là ngon. Ngày mai sẽ có một ngày làm việc tràn đầy năng lượng và niềm vui. Bây giờ Hoài và Gia Linh xin chào tất cả các chị mình ạ. We'll be right back.